Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 77. Ánh sáng màu máu tỏa ra mấy trăm trượng. À! Phụt phụt. Trong tiếng kêu thảm thiết, Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh phun máu văng ngược ra sau, hai tiếng và đập bịch bịch đập vào hai cung điện. Một thương này, thủ đoạn bị giấu giếm của hai người thật sự không thể đón được La Hầu truy hồn của Viên Thiên Cương. Nhưng Dương Bách Xuyên thân ở phía xa, trong đầu lại lóe qua một tia chớp. Hắn tận mắt thấy ba phân thần cảnh chiến đấu, sau khi La Hầu đâm ra một thương, trong ánh mắt lại quan sát được điều bí ẩn trong đó nên hiểu ra. Một thương La Hầu truy hồn của Viên Thiên Cương, uy lực cường đại ở chỗ chữ hồn, trong mắt Dương Bách Xuyên bắt được chính là huyết khí cường đại, nhưng trong cảm giác lại là sức mạnh thần hồn dung hợp chồng chất lên nhau, bên ngoài bọc năng lượng trời đất, bên trong là sức mạnh thần hồn mạnh mẽ. Khoảnh khắc La Hầu đâm ra một thương va chạm với thủ đoạn trận pháp của Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh, sau khi năng lượng huyết khí bộc phát, sức mạnh thần hồn bên trong trực tiếp mặc kệ ngăn cách năng lượng, đâm thẳng vào Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh, hai người bị sức mạnh thần hồn đánh trúng, trận pháp tự phá. Mà chỗ mạnh của sức mạnh thần hồn của La Hầu chính là chồng chất lên nhau, vì vậy lực bộc phá đáng sợ, điều này khiến Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến điểm tương đồng với kiếm kỹ Hắc Liên một hóa hai của mình. Kiếm kỹ Hắc Liên một hóa hai của hắn cũng là nguyên lý chân khí chồng lên nhau mới có thể hóa ra kiếm khí một kiếm hai đóa sen đen, nhưng chỉ vẻn vẹn từ chân khí hóa thành, không dung hợp hay nói cách khác là bao bọc thần hồn bên trong. Sau khi nhìn quỹ tích xuất kích của La Hầu, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ có phải kiếm kỹ Hắc Liên của mình cũng có thể bao bọc thần hồn mà biến ra Hắc Liên hay không? Nếu như dung hợp sức mạnh thần hồn sẽ giảm bớt rất nhiều lượng chân khí cần dùng. Từ đó hắn thi triển kiếm kỹ Hắc Liên sẽ thoải mái hơn. Đừng nói một kiếm hóa ra hai đóa Hắc Liên, cho dù một kiếm nhiều đóa Hắc Liên hơn, chỉ cần đủ chân khí và thần hồn thì cũng có thể. Một hóa hai, hai hóa bốn. Bây giờ là giai đoạn một hóa hai, nếu có thể thành công chính là hai hóa bốn, một kiếm mà ra bốn đóa Hắc Liên kiếm khí, uy lực không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Sau khi nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bất giác giơ kiếm đồ long lên. Dứt khoát nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể ngộ một thương La Hầu truy hồn vừa rồi, thần hồn chậm rãi chồng lên, bao bọc chân khí, tìm cách biến đổi một hóa hai. Giờ phút này Viên Thiên Cương lại cười ngang ngược, thổ phỉ chính là thổ phỉ, chỉ thường thôi, ha ha. Trong lúc cười như điên dại, Viên Nhật Tân đột nhiên cảm nhận được linh khí trong thiên địa đang điên cuồng dao động, cũng nhìn thấy cách đó 30 mét, Dương Bách Xuyên nhắm mắt giơ thanh kiếm lên. Hừ, 4 năm trước. Tiểu tử ngươi có yêu tu bảo vệ mới thoát được một kiếp, hại lão phu mất đi phân thân, hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, Viên Nhật Tân gầm lên về phía Dương Bách Xuyên, La Hầu truy hồn, giết cho ta. Lại là La Hầu truy hồn. Lúc này, ở cung điện phía xa xa, Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh vừa bò ra khỏi đống hoang tàn thì vừa vặn trông thấy một màn như vậy, sắc mặt cả hai người đều thay đổi, bọn họ hét lên dặn Dương Bách Xuyên phải cẩn thận. Bởi vì hình ảnh trong mắt họ lúc này là Dương Bách Xuyên cầm kiếm nhưng lại đứng bất động, còn cây thương của Viên Nhật Tân đã đâm về phía hắn, hư ảnh đỏ thẫm của La Hầu đã ra khỏi La Hầu truy hồn, mang theo một sức mạnh hủy diệt xông tới hướng Dương Bách Xuyên. Môn chủ, Xuyên Nhi. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên vẫn nhắm mắt đứng bất động, ở khoảng cách quá xa, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên la lên thất thanh. Hai người rất đau lòng. Vừa rồi. Mặc dù bọn họ đã thi triển cả tuyệt kỹ nhưng vẫn không thể chống đỡ được một kích của Viên Nhật Tân, hai người quá rõ cây thương kia mạnh như thế nào. Nếu chỉ đơn giản là năng lượng chân khí cường đại thì không nói, nhưng quỷ dị nhất chính là công kích thần hồn, hai người từng chịu thiệt như Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đương nhiên biết, La Hầu truy hồn thương danh bất hư truyền, uy lực cường đại chân chính là chỉ một kích cũng có thể đả thương thần hồn, không thể phòng ngự. Cả hai người đều bị thương nặng. Tu vi của bọn họ cùng là phân thần cảnh, La Hầu truy hồn thương trong tay Viên Nhật Tân là chí bảo cổ xưa, pháp bảo đứng thứ ba trong điện mạo hiểm. Danh bất hư truyền. Đòn công kích này còn do Viên Nhật Tân có tu vi phân thần cảnh thi triển, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên thầm nghĩ, lần này Dương Bách Xuyên xong đời rồi, cho dù hắn không nhắm mắt đứng im mà là bỏ chạy thì cũng không thoát được. Suy cho cùng thì tu vi của Dương Bách Xuyên cũng chỉ là xuất khiếu đại viên mãn. Vẫn kém phân thần cảnh cả một chuyển biến cấp bậc.
Mặc dù pháp lực của Dương Bách Xuyên vượt xa người thường, nhưng cuối cùng thì vẫn thua kém một cảnh giới, không đỡ nổi Chí Bảo La Hầu truy hồn thương trong tay Viên Nhật Tân. Hai mắt Mạnh Trường Thanh hằn lên tia máu, trong lòng suy nghĩ, nếu như Dương Bách Xuyên chết rồi, ông phải ăn nói thế nào với mọi người ở Vân Môn đây? Ông có thể khôi phục được tu vi, thậm chí đột phá phân thần cảnh, tất cả đều là công lao của Dương Bách Xuyên, lang thang cả một đời, cuối cùng dừng chân ở Vân Môn, gọi Dương Bách Xuyên là môn chủ nhưng hai người càng giống như bạn bè cùng trang lứa, nói thật, một lão quỷ tu luyện nghìn năm như ông đánh giá rất cao Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại, trái tim Mạnh Trường Thanh bắt đầu rỉ máu, ông không đành lòng nhìn, mắt nhắm chặt nhưng trong lòng lại thề, bỏ đi, nếu như môn chủ chết rồi. Hôm nay lão Mạnh này cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại đệ tử Vân Môn, thân là trưởng lão Vân Môn thì nhất định sẽ báo thù cho môn chủ, cho dù là tự bảo thì ông cũng phải chém được Viên Nhật Tân. Mà lúc này, khóe miệng Dương Vấn Thiên cũng co giật, hàm răng cắn chặt, khóe miệng rỉ máu, cũng không biết là do lúc trước bị thương hay là do đang cắn chảy máu, ông cũng nhắm mắt lại, không nỡ nhìn. Ngay lúc hai người cho rằng Dương Bách Xuyên xong đời, bên tai họ lại vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ. Âm tiếng nổ vang long trời lở đất. À sao có thể? Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên mở hai mắt ra, âm thanh hoảng sợ mà hai người nghe được lại là của Viên Nhật Tân. Bọn họ vội vàng nhìn về phía trung tâm, hai mắt trừng lớn. Đây là, Dương Vấn Thiên không thể tin nổi. Ha ha, ta biết ngay môn chủ là kỳ tài, không dễ dàng chết hiểu như vậy được. Mạnh Trường Thanh ngồi bệt trên mặt đất cười lớn. Bởi vì trọng thương nên trong tiếng cười còn phun ra cả máu, nhưng ông không thèm để ý, ánh mắt sáng ngời. Thời gian hai người nhắm mắt còn chưa tới 10 hơi thở. Nhưng trong lúc đó, Dương Bách Xuyên lại có một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Không hề xuất hiện cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị La Hầu truy hồn của Viên Nhật Tân giết chết, ngược lại là Viên Nhật Tân bị Dương Bách Xuyên trấn áp. Trong mắt Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, trước người Dương Bách Xuyên vậy mà xuất hiện tới bốn đóa hắc liên, trực tiếp vây chặt hư ảnh La Hầu ngưng tụ ra của Viên Nhật Tân. Ở một bên khác, Viên Nhật Tân tay cầm La Hầu truy hồn thương đang thi pháp với hắc liên, gương mặt già nua nghẹn tới đỏ bừng, lão ta muốn giãy giụa hư ảnh La Hầu đang bị vây giữa bốn đóa hắc liên nhưng lại không thể nhúc nhích. Trái lại, Dương Bách Xuyên cầm trong tay thanh kiếm đồ long, bốn đóa hắc liên tản ra vầng sáng nhàn nhạt, khóe miệng hắn nở một nụ cười điềm tĩnh. Ha ha, Vấn Thiên lão đầu, nhìn thấy gì chưa? Mạnh Trường Thanh cười gian trá hỏi Dương Vấn Thiên. Kiếm trận, Dương Vấn Thiên không chút do dự phun ra hai chữ, bọn họ đều là những chuyên gia trận pháp, đương nhiên chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên hình thành một kiếm trận. Wow, môn chủ của chúng ta đúng là thiên tài, vậy mà có thể đem trận pháp dung nhập vào trong kiếm kỹ thần thông, cũng không biết môn chủ làm bằng cách nào. Mạnh Trường Thanh than thở. Trên lý thuyết thì trận pháp có thể dung hợp vào trong bất cứ đại đạo nào, dung hợp được với kiếm kỹ thần thông cũng không có gì kỳ quái, nhưng là ở chỗ là nhóc Xuyên vừa rồi mới ngộ ra được, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã ngộ ra được một chiêu kiếm kỹ thần thông đã tăng lên một cấp độ khác, nói thiên tài cũng không đúng, phải gọi là biến thái mới phải. Dương Vấn Thiên tự lẩm bẩm. Khụ khụ khụ, Mạnh Trường Thiên nghe Dương Vấn Thiên nói Dương Bách Xuyên là biến thái, ông bị sặc, Vấn Thiên lão đầu. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên xem thì hơn. Chấm chấm chấm. Nói đâu xa, chẳng phải chỉ có Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên khiếp sợ, Dương Bách Xuyên lúc này cũng phải giật mình. Ngay cả hắn cũng bị bản thân mình dọa sợ, hoặc nói đúng hơn là bị sự kỳ diệu của kiếm kỹ hắc liên làm cho chấn động. Lần trước cảm ngộ, không chỉ một kiếm ra được một hắc liên hóa thành hai, hai hóa thành bốn, thành công xuất hiện kiếm khí bốn đóa hắc liên. Khoảnh khắc cuối cùng khi xuất kiếm, đột nhiên hắn nghĩ tới trận pháp của Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên lúc trước, ma xui quỷ khiến, hắn thi triển ra bốn đóa hắc liên, bố trí thành một trận pháp tứ tượng đơn giản. Kết quả lại cho hắn một bất ngờ to lớn. Kiếm khí bốn đóa hắc liên là do hắn khống chế ý niệm để biến thành, chỉ sau một ý niệm, trong nháy mắt trận pháp tứ tượng lập tức thành công, quả đúng là muốn gì được nấy, phải biết đây chỉ là biến hóa của kiếm khí, lẽ ra không thể bố trí thành trận pháp. Nhưng lại vẫn cứ thành công. Hắn cũng xem như là người đầu tiên có thể lấy kiếm khí để bày trận. Chủ yếu là không một ai nghĩ tới điều này, nhưng Dương Bách Xuyên xem những cuộc chiến trước đó,
Trong đầu hắn đã nghĩ tới, hay là cứ thử xem, không ngờ lại thành công dùng kiếm khí Hắc Liên bố trí ra một kiếm trận. Quan trọng nhất là, kiếm trận Hắc Liên này có thể khống chế theo những gì hắn muốn, có thể động, tức là có thể dùng ý niệm của hắn di động, phạm vi có thể lớn hoặc nhỏ, điều này đã vượt qua giới hạn của kiếm kỹ thần thông, hơn nữa còn có chút biến dị. Vốn dĩ là kiếm kỹ nhưng hiện tại ở trong tay hắn lại biến thành trận pháp kiếm kỹ. Hơn nữa uy lực còn rất cường đại, sau khi kiếm khí bốn đóa Hắc Liên hình thành trận pháp tứ tượng, trong đầu Dương Bách Xuyên trực tiếp nhốt hư ảnh La Hầu của Viên Nhật Tân bên trong trận pháp, khiến cho lão ta không thể nhúc nhích được. Cho dù là hư ảnh La Hầu giãy giụa bên trong trận pháp như thế nào, điểm yếu của trận pháp có thể được chuyển đổi trong ý niệm của hắn, hư ảnh La Hầu giãy giụa ở chỗ nào thì hắn cũng có thể tăng thêm sức mạnh ở chỗ đó. Hư ảnh La Hầu cứ bị nhốt như vậy ở bên trong trận pháp, hoặc nói đúng hơn là biến hóa thần thông của Viên Nhật Tân không thể động đậy, mặc cho La Hầu truy hồn thương của Viên Nhật Tân làm phép như thế nào thì cũng không thể thoát được. Một thay đổi lớn khác là, bởi vì bên trong thần hồn có tồn tại sức mạnh, Dương Bách Xuyên lại phát hiện lại mình có thể khống chế được Hắc Liên bạo nổ. Lúc trước, chỉ lần thi triển kiếm khí Hắc Liên, đụng chạm vào bất kỳ vật thể nào đều có thể nổ tung, nhưng hiện tại khi có được sức mạnh thần hồn ở bên trong, cộng thêm ý niệm của hắn càng liên kết chặt chẽ, muốn Hắc Liên nổ tung chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dường như lại thăng cấp rồi. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà cười lớn. Hắn híp mắt nhìn về phía gương mặt không thể tin nổi của Viên Nhật Tân, sau khi Viên Nhật Tân nhìn thấy La Hầu thần thông của lão ta bị bốn đóa Hắc Liên vây lại, lão ta thi triển pháp lực trong tiếng gào thét. Liều mạng củng cố La Hầu truy hồn thương, hư ảnh La Hầu đang cố gắng thoát khỏi công kích của Dương Bách Xuyên. Lão già, nên kết thúc ở đây thôi. Dương Bách Xuyên cười lạnh, trong đầu khẽ động ý niệm kiếm trận Hắc Liên nổ. Ầm 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 ầm. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Bốn đóa Hắc Liên đều nổ tung, uy lực mạnh gấp bốn lần so với một đóa Hắc Liên. Hư ảnh La Hầu bị nhốt bên trong kiếm trận Hắc Liên ngay lập tức bị xé toạc và biến thành hư vô. Viên Nhật Tân kêu thảm một tiếng rồi nôn ra máu. Ngay sau đó, lão ta trừng to hai mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không chút do dự bay đi. Không chạy không được, sau khi bốn đóa Hắc Liên phát nổ, khắp trời đều là cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều chứa đầu kiếm khí cường đại, khiến cho Viên Nhật Tân dựng cả tóc gáy, lão không do dự mà bỏ chạy. Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, chạy nổi không? Dứt lời, trong nháy mắt. Bốn đóa Hắc Liên biến thành 48 cánh hoa bắn thẳng về phía Viên Nhật Tân. Nhìn từ xa thật giống cảnh vạn tiễn phóng. A! À. Sau một tiếng hét thảm, Viên Nhật Tân vốn đã bay lên giữa không trung bị 48 cánh hoa đánh trúng, ngay tức khắc hóa thành một màn xương máu, nguyên thần bị nổ thành những mảnh vụn, bỏ mạng ở đây. Thấy cảnh này, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên xem cuộc chiến ở phía xa đều hít hơi lạnh. Đây là thần thông gì? Mạnh Trường Thanh nuốt nước bọt, hỏi Dương Vấn Thiên. Thần thông biến thái trang. Dương Vấn Thiên trợn to con ngươi, đáp. Có lẽ là thần thông biến thái thật, Mạnh Trường Thanh tự nói. Hai người đều là lão quỷ tu luyện ngàn năm, thấy nhiều biết rộng, nhưng thật sự là lần đầu tiên thấy loại chiến kỹ thần thông giống của Dương Bách Xuyên. Ai có thể ngờ được phút chốc trước Dương Bách Xuyên còn bị Viên Nhật Tân đánh đến bỏ chạy. Chớp mắt đã biến thái như vậy rồi. Viên Nhật Tân đang thần khí cuồng ngạo, chớp mắt đã bị Dương Bách Xuyên trực tiếp đuổi giết thành cặn bã. Anh hùng xuất thiếu niên nha, Dương Vấn Thiên cảm thán, sau đó lại nói với Mạnh Trường Thanh, lão Mạnh, lát nữa người hỏi Xuyên Nhi giúp ta Vân Môn còn thiếu trưởng lão không? Được, hử, Vấn Thiên lão đầu, người nói cái gì? Mạnh Trường Thanh phản ứng lại, hỏi. Mặt già của Dương Vấn Thiên chợt đỏ. Tức giận nói, coi như ta chưa nói. Trên thực tế Dương Bách Xuyên đã từng mời lão ta là cung phụng trưởng lão của Vân Môn từ lâu rồi, nhưng mà, nói thật Dương Vấn Thiên không coi trọng một môn phái nhỏ như Vân Môn, nhưng lại ngại từ chối. Lão ta chưa đồng ý nhưng lại nói dọn đến Vân Môn thảo luận trận pháp với Mạnh Trường Thanh, chính là để cho Dương Bách Xuyên có chút thể diện. Mà hôm nay, lão ta nhìn ra một quái thai, biến thái sẽ vùng dậy, nếu như lão ta nắm lấy loại tiềm lực này. Thì sẽ đầu tư một tiềm lực to lớn cho Dương gia. Lúc này bản thân lại không kéo được mặt xuống để nói, chỉ có thể thông qua miệng của Mạnh Trường Thanh.
Mạnh Trường Thanh bật cười ha ha. Dương Vấn Thiên tức tới mức bò dậy, hừ lạnh rồi khập khiễng rời đi, không để ý ông ta, đi về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân biến thành xương máu đầy trời, thở dài thườn thượt, cuối cùng đã giải quyết được một kẻ thù lớn. Hắn giơ tay nắm lấy hư không, bắt lấy La Hầu Truy Hồn Thương của Viên Nhật Tân ở trong tay, cười he he. Đây là pháp bảo mạnh nhất hắn có được kể từ khi giết địch đến nay, hắn sẽ không khách sáo, sau đó đã ném vào trong không gian bình càn khôn. Vừa quay đầu đã thấy Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh vẻ mặt kỳ quái bước tới, Dương Bách Xuyên tiến lên đón, sư công, lão Mạnh, vết thương của các ngươi thế nào? Không sao. Hai người xua tay, dù thần hồn bị sức mạnh La Hầu Truy Hồn Thương của Viên Nhật Tân tác động đến, nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa lúc trước mặc dù hai người thua, nhưng đó cũng là lấy thủ đoạn áp Dương ra, hợp sức vẫn chống đỡ được hơn nửa công kích. Thực ra Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh rất muốn hỏi vừa nãy Dương Bách Xuyên thi triển ra kiếm trận Hắc Liên kiểu gì. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên không cho hai người cơ hội, trực tiếp quay người bay về phía thần điện. Viên Nhật Tân vừa bị hắn xử lý, nhưng vẫn còn tồn tại một túc lão thứ 9 tiền bất nhẫn. Nghe lời nói lúc trước của bọn họ, hình như chính Bân Bân còn đang bế quan luyện hóa thuần dương phân thân trong thần điện, mà mục đích của Viên Nhật Tân và tiền bất nhẫn chính là cắt ngang luyện hóa của chính Bân Bân. Rõ ràng bọn họ rất kiêng dè đối với thuần dương phân thân. Viên Nhật Tân chết rồi, túc lão thứ 9 tiền bất nhẫn vẫn còn đó. Lần này không biết Trịnh Diêm Vương có ngăn chặn được công kích của tiền bất nhẫn không? Nhắc tới thực ra Dương Bách Xuyên rất tò mò, cũng kính phục Trịnh Diêm Vương, lão vậy mà không tự mình luyện hóa thuần dương phân thân, ngược lại cho cháu gái Trịnh Bân Bân, không thể không nói Trịnh Diêm Vương có thể chống lại được sự cám dỗ to lớn như vậy khiến người ta phải khâm phục. Chỉ là Dương Bách Xuyên nghĩ không ra, một tu vi xuất khiếu cảnh trung kỳ như Trịnh Bân Bân có thể luyện hóa được một thuần dương phân thân sao? Cho dù sau khi luyện hóa, nàng ta có thể phát huy ra sức mạnh lớn cỡ nào? Quyết định của Trịnh Diêm Vương làm cho người ta khó hiểu. Có điều Dương Bách Xuyên cũng không định nghĩ nhiều về những điều này, ai luyện hóa đều là chuyện của Trịnh gia, việc hắn phải làm chỉ là xử lý kẻ thù, tạo quan hệ tốt với Trịnh Bân Bân, mưu cầu lối thoát cho Vân Môn. Đương nhiên nhiều hơn cũng là đã nhận người bạn Trịnh Bân Bân này, hắn không thể nhìn nàng ta gặp chuyện mà không quản. Sau đó ba người đến trước thần điện, từ xa đã nhìn thấy Trịnh Diêm Vương và Túc Lão thứ 9 đang chém giết, có điều rất rõ ràng Trịnh Diêm Vương nằm ở thế yếu. Dương Bách Xuyên biết đây là bản thể của Trịnh Diêm Vương, lúc này lão liều chết canh giữ ở trước cửa thần điện, phía sau có bốn cao thủ xuất khiếu cảnh đại viên mãn, nhìn cách ăn mặc thì là Túc Lão của điện mạo hiểm. Nghĩ chắc đều là người thân thiết của Trịnh gia. Năm đó Trịnh Bân Bân từng nói với hắn. Trong 10 đại túc lão điện mạo hiểm, có 4 túc lão ủng hộ Trịnh gia bọn họ, tốt xấu gì cũng là thế hệ sau của vua mạo hiểm, coi như là dòng chính, chiếm được đại ý. Lúc này Trịnh Diêm Vương dẫn theo 4 cao thủ xuất khiếu cảnh đại viên mãn ở phía sau, kết thành một trận pháp ngũ hành chống đỡ trước cửa lớn của thần điện, đối đầu với túc lão thứ 9. Mặc dù trông bên Trịnh Diêm Vương nằm ở thế yếu, nhưng lại vẫn không để tiền bất nhẫn công phá phòng ngự của bọn họ, xông vào thần điện. Có lẽ cảm nhận được nhóm người Dương Bách Xuyên đến gần, tiền bất nhẫn bắt đầu nôn nóng. Mấy người Dương Bách Xuyên qua đây, mà không thấy Viên Nhật Tân, tiền bất nhẫn đã biết hỏng chuyện rồi, chắc Viên Nhật Tân đã bị giết chết. Bây giờ lão đã không còn đường lui, nếu như hôm nay không xử lý được Trịnh gia, thì chính là ngày chết của tiền bất nhẫn lão. Sau một phen công kích, tiền bất nhẫn bỗng nhiên lùi về phía sau. Lúc này Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đã tới trước cửa lớn của thần điện. Ba bên đối nghịch tạo thành hình chữ phẩm. Trịnh Diêm Vương đã từng gặp Dương Bách Xuyên từ lâu, lúc này lão thở phào, nói cảm ơn ba vị Dương đạo hữu ra tay tương trợ, Trịnh gia suốt đời khó quên. Trịnh tiền bối khách sáo, ta và Trịnh Bân Bân là bạn, nên giúp đỡ. Dương Bách Xuyên tất nhiên sẽ không nói hắn và Viên Nhật Tân còn là kẻ thù. Tiền bất nhẫn. Ngươi còn muốn u mê không chịu tỉnh ngộ sao? Thấy ba người Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đến, trong lòng Trịnh Diêm Vương ổn định, giống lên với tiền bất nhẫn. Sắc mặt tiền bất nhẫn u ám nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó nhìn Trịnh Diêm Vương hỏi, Trịnh lão quái,
ngươi thật sự cho rằng có mấy kẻ vớ va vớ vẩn đến là nắm chắc phần thắng rồi sao? Ha ha, lão phu chuẩn bị những 500 năm, ngươi cho rằng hôm nay Trịnh gia ngươi còn có thể lật ngược tình thế sao? Còn muốn bá chiếm điện mạo hiểm, hoặc nói là còn muốn gieo họa sao? Tiền Bất Nhẫn, ngươi nói láo, Trịnh gia ta là thế hệ sau của vua mạo hiểm, là dòng chính của điện mạo hiểm, ngươi và Viên Nhật Tân đang mưu phản, ngươi chính là loạn thần tặc tử, hôm nay lão phu ở đây, ngươi đừng hòng bước vào thần điện một bước. Chỉ cần Bân Bân luyện hóa được phân thân tiên tổ, lão phu sẽ bắt tên phản nghịch nhà ngươi hồn bay phách tán. Trịnh Diêm Vương lạnh lùng giống lên. Ha ha ha. Tiền Bất Nhẫn đột nhiên cười điên cuồng, giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười, sau khi tiếng cười dừng lại, lão u ám chất vấn, loạn thần tặc tử. Dòng chính, ngươi cũng xứng sao hả? Đường đường là quốc đồ đệ nhất hậu duệ của Vương Triều Sơn Hải Châu Tây Sơn, lại thành cái gì trong tay Trịnh gia ngươi? Từ quốc đô suy đồi thành một thành trì, vậy mà còn có mặt mũi nói thần tử, dòng chính. Có phải Trịnh Diêm Vương ngươi đã quên vương quốc mạo hiểm được xây dựng không phải công của một mình vua mạo hiểm, mà là những tổ tiên này của chúng ta, ai ai cũng có phần, cùng nhau xây dựng vương quốc mạo hiểm hùng mạnh huy hoàng, vậy lấy đâu ra mưu phản? Lại nhìn Trịnh gia ngươi bá chiếm quyền lợi của điện mạo hiểm, khống chế kho bản đồ mạnh mẽ nhất của điện mạo hiểm, nhưng mà trong tay người Trịnh gia các ngươi, điện mạo hiểm đời này không bằng đời trước. Lão phu cũng chỉ là làm theo quy luật năng giả lên, dung giả xuống thôi. Nếu Trịnh gia các ngươi không được, thì giao bảo khố mạo hiểm ra đây để lão phu dẫn dắt điện mạo hiểm, thống lĩnh vương thành mạo hiểm, xây dựng lại vương quốc mạo hiểm, có gì không được. Trong lúc Tiền Bất Nhẫn nói chuyện, người tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, có túc lão điện mạo hiểm, cũng có binh tướng của cả vương thành mạo hiểm, đông nghìn nghịt, không dưới mấy nghìn, trong thời gian mấy phút ngắt ngủi đã bao vây thần điện. Tiền Bất Nhẫn mưu đồ nguyên 500 năm, 500 năm nay đều đang quan sát Trịnh gia. Quả thật là từng ngày đều thất vọng, vốn còn đang do dự có nên thay thế Trịnh gia, phát động cuộc tranh giành đoạt quyền này không. Ai ngờ Viên Nhật Tân ngu dốt cũng có lòng muốn phản, mấy ngày trước còn có được tin tức nói Trịnh gia có được một thuần dương phân thân chí bảo tiên thiên của vua mạo hiểm, nếu còn không hành động thì tất cả đều muộn rồi. Tiền Bất Nhẫn xuôi dòng cùng làm phản với Viên Nhật Tân, vốn định liên thủ với Viên Nhật Tân giết chết Trịnh Diêm Vương, rồi giết Viên Nhật Tân. Nhưng lại không biết Viên Nhật Tân vô dụng như vậy, thế mà đã bị ba người đột nhiên nhảy ra xử lý rồi. Nếu như hôm nay Dương Bách Xuyên dùng thân phận con rối vô diện xuất hiện, Tiền Bất Nhẫn sẽ biết thân phận của Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ có biết hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Đâm lao thì phải theo lao, lão nhất định phải giết Trịnh Diêm Vương và tất cả người cản trở kế hoạch của lão. Hôm nay nhất định phải tiếp quản điện mạo hiểm. Vương thành mạo hiểm sẽ lớn mạnh lần nữa, xây dựng lại vương quốc mạo hiểm huy hoàng trước kia trong tay Tiền Bất Nhẫn lão. Nghe Tiền Bất Nhẫn nói, Trịnh Diêm Vương hừ lạnh, nói chi dựa vào ngươi. Hay là những phản tặc bên cạnh ngươi, Trịnh gia ta không làm được chuyện lớn như xây dựng lại vương quốc mạo hiểm, lẽ nào Tiền Bất Nhẫn ngươi có thể làm được. Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ, giống như lão phu thôi, cộng thêm ba vị dương đạo hữu, ngươi cho rằng Tiền Bất Nhẫn ngươi có thể tạo phản được chắc. Lúc này Dương Bách Xuyên không nói chuyện, đứng nhìn Trịnh Diêm Vương và Tiền Bất Nhẫn cãi nhau, chú ý Tiền Bất Nhẫn. Tiền Bất Nhẫn trong mắt hắn luôn cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ, cảm thấy Tiền Bất Nhẫn không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Bởi vì Tiền Bất Nhẫn vẫn luôn rất bình tĩnh, điều này quả thật không bình thường, Trịnh Diêm Vương nói đúng, cộng thêm hắn, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, chẳng khác nào có bốn tồn tại phân thần cảnh, còn Tiền Bất Nhẫn chỉ có một mình thôi. Nhưng mà từ đầu tới cuối lão đều vô cùng điềm tĩnh, không hề có dáng vẻ lo lắng chút nào, giống như có chỗ dựa, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên có cảm giác không tốt. Lúc trong lòng vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nhìn về phía Tiền Bất Nhẫn, cuối cùng cũng tin chắc cảm giác của hắn không sai. Tiền Bất Nhẫn quả nhiên có chỗ dựa. Chỉ thấy Tiền Bất Nhẫn đột nhiên cười nham hiểm, hỏi, ha ha, Trịnh lão quái, có mấy phân thần cảnh sơ kỳ thì giỏi lắm sao? Tiền Bất Nhẫn vừa dứt lời, cả người lão đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Bùm! Ngay sau đó lão ngửa lên trời hú một tiếng, growl. Giờ phút này khí tức của Tiền Bất Nhẫn đã thay đổi rồi. Trong mắt tất cả mọi người, khí tức cả người Tiền Bất Nhẫn bắt đầu tăng vọt lên, lão là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ, bây giờ khí tức tăng lên,
chỉ có thể chứng tỏ Tiền Bất Nhẫn ẩn giấu khí tức. Tên này là cao thủ. Phân thần cảnh vốn chính là cảnh giới vô cùng khó khăn, người có thể bước vào phân thần cảnh đều là người tài ba trong chục nghìn người, hơn nữa còn đều là những lão già tu luyện nhiều năm. Có điều cũng rất nhiều người chỉ dừng lại ở tu vi phân thần cảnh sơ kỳ thôi. Dương Bách Xuyên đã từng nghe Dương Vấn Thiên nói tới điểm này từ lâu, sau khi đạt đến phân thần cảnh sơ kỳ, tu vi muốn tăng lên không chỉ cần ngộ tính siêu cao và linh khí trời đất rộng lớn, nếu muốn đột phá còn phải cần có cơ duyên. Cho dù là Dương Vấn Thiên hay là Mạnh Trường Thanh du lịch hơn nửa sơn hải giới, đều chưa từng thấy mấy cường giả trên phân thần cảnh sơ kỳ. Bây giờ mấy người coi như đã được mở rộng tầm mắt. Ai cũng không ngờ tới khí tức của Tiền Bất Nhẫn lại bắt đầu tăng lên, lão đã ẩn giấu thực lực. Không hề nghi ngờ tu vi của Tiền Bất Nhẫn đã đạt đến phân thần cảnh trung kỳ. Ầm ầm. Tiếng nổ phát ra từ trên người Tiền Bất Nhẫn, khí tức trên người hắn ngừng tăng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một uy áp tỏa ra từ trên người Tiền Bất Nhẫn, bao phủ trên đỉnh đầu của mọi người. Phân thần cảnh trung kỳ, người đột phá khi nào? Trịnh Diêm Vương không khỏi nhìn Tiền Bất Nhẫn, thất thanh hỏi. Ha ha, Tiền Bất Nhẫn cười gằn, người cho rằng người tìm kiếm thuần dương phân thân, Viên Nhật Tân tìm kiếm là hầu truy hồn thương, còn ta thì không làm gì hết sao? Trịnh lão quái, người biết trừ khử ta và Viên Nhật Tân có nguy cơ, Tiền Bất Nhẫn ta tất nhiên cũng sẽ biết có nguy cơ. 500 năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị, thật sự cho rằng chẳng thu hoạch được gì. Ha ha, hôm nay lão phu sẽ để Trịnh lão quái ngươi mở mang kiến thức sự khác biệt giữa phân thần cảnh trung kỳ và phân thần cảnh sơ kỳ. Tiền Bất Nhẫn không trả lời thẳng câu hỏi đột phá khi nào của Trịnh Diêm Vương, trong lời nói tràn đầy sự điên cuồng, ngay sau đó trong tay chợt lóe sáng, xuất hiện một cây quạt. Quạt phong lôi, sao lại ở trong tay ngươi? Trịnh Diêm Vương kinh ngạc kêu lên, sau đó mới ngẫm ra tự nói, chẳng trách, bây giờ ta hiểu rồi. 300 năm trước Vương Thành mạo hiểm có trộm, thì ra không phải trộm ngoài, là tên trộm nhà như ngươi đã lấy cắp quạt phong lôi. Nực cười, lão phu còn tưởng là quỷ ảnh lão quỷ của hang ổ thổ phỉ lấy cắp quạt phong lôi. Nói đến đây, vẻ mặt Trịnh Diêm Vương dữ tợn nói, Tiền Bất Nhẫn, ngươi đáng chết, là ngươi khiến ta mất đi đứa con trai, hôm nay cho dù lão phu có xuống địa ngục cũng phải giết ngươi. Lúc này đôi mắt Trịnh Diêm Vương đã đỏ ngầu. Trong đầu hiện lên cảnh điện mạo hiểm có trộm 300 năm trước. 300 năm trước, trong thần điện của điện mạo hiểm có một chí bảo, chính là quạt phong lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn. Đây là một chí bảo duy nhất tổ tiên vua mạo hiểm để lại cho điện mạo hiểm, vẫn luôn cung phụng ở thần điện của điện mạo hiểm. Thế nhưng 300 năm trước, người phụ trách trông coi quạt phong lôi chính là con trai nhỏ của lão, còn có Tiền Bất Nhẫn là túc lão tuần tra khi đó. Hôm đó Tiền Bất Nhẫn cả người đầy máu gõ chuông báo động của điện mạo hiểm, lúc Trịnh Diêm Vương đến nơi con trai đã chết rồi, Tiền Bất Nhẫn nói là quỷ ảnh của hang ổ thổ phỉ đã giết con trai lão, đả thương Tiền Bất Nhẫn, lấy trộm quạt phong lôi. Năm đó Trịnh Diêm Vương quả thật đã tra ra được là quỷ ảnh thần công của quỷ ảnh giết con trai, có thể đánh cắp quạt phong lôi ở điện mạo hiểm cũng chỉ có quỷ ảnh thế lực đứng đầu của hang ổ thổ phỉ có thể làm được. Trịnh Diêm Vương không hề nghi ngờ Tiền Bất Nhẫn. Bây giờ xem ra là Tiền Bất Nhẫn giá họa cho quỷ ảnh, giết con trai lão, biển thủ. Nghĩ như vậy, một vài điểm nghi ngờ năm đó đều thông suốt rồi. Điện mạo hiểm quả thật đã vắng vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó còn chưa tới mức mặc cho quỷ ảnh ra vào tự nhiên, cũng chỉ có nội ứng tự trộm mới là thật. Nhìn quạt phong lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn, Trịnh Diêm Vương nhớ đến con trai bị giết hại, đôi mắt đỏ ngầu, gần như đã mất lý trí. Toàn thân toát ra hỏa diễm, giống giận xông về phía Tiền Bất Nhẫn. Thấy vậy trong lòng Dương Bách Xuyên chợt rung lên, Trịnh Diêm Vương vậy mà trực tiếp thiêu đốt tinh nguyên của bản thân, đây là tư thế muốn cá chết lưới rách. Nghe cuộc đối thoại của hai người, hình như là Tiền Bất Nhẫn biển thủ còn giết con trai của Trịnh Diêm Vương vì quạt phong lôi gì đó trong tay, chẳng trách Trịnh Diêm Vương muốn liều mạng. Xem ra Tiền Bất Nhẫn không chỉ ẩn giấu thực lực. Quạt phong lôi xuất hiện trong tay cũng không phải vật tầm thường, nếu không cũng sẽ không giết con trai của Trịnh Diêm Vương, mạo hiểm biển thủ. Hắn không nhịn được hỏi Dương Vấn Thiên, sư công, quạt phong lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn có lai lịch gì, người có biết không? Sắc mặt Dương Vấn Thiên co rút nói, xem ra hôm nay chúng ta có phiền phức lớn rồi, ta từng nghe đồn về quạt phong lôi, là chí bảo vua mạo hiểm để lại cho hậu bối.
Nghe nói phẩy ra một quạt có thể chấn động đồi núi, có thể cắt đứt sông hồ, trong gió có lôi, có thể so với thiên kiếp, vô cùng khủng bố. 300 năm trước quạt phong lôi bị mất, Trịnh Diêm Vương dẫn theo người Trịnh gia suýt nữa huyết tẩy hang ổ thổ phỉ, một mực cho rằng là quỷ ảnh đệ nhất thần trộm của hang ổ thổ phỉ lấy cắp quạt phong lôi, không chết không thôi. Nếu không phải sau đó thế lực của cả hang ổ thổ phỉ liên hợp với nhau đánh một trận với người của điện mạo hiểm, hai bên tử thương nặng nề mới biết khó mà lui, thì không biết còn náo loạn thành thế nào. Tóm lại sau lần đó, Trịnh Diêm Vương cũng nguôi giận, còn quỷ ảnh đã biến mất bạt vô âm tín, quạt phong lôi cũng không rõ tung tích, bây giờ xem ra là tiền bất nhẫn dở trò. Tiền bất nhẫn này tâm kế quá sâu, đợi lát nữa nếu có thể rút lui chúng ta vẫn là rút lui đi. Ta và Lão Mạnh đều bị thương, cho dù không bị thương, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại được tiền bất nhẫn tu vi phân thần cảnh trung kỳ, hơn nữa trong tay còn có quạt phong lôi. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng thấy kinh ngạc, nghe ý của sư công là rất kiêng dè quạt phong lôi và tiền bất nhẫn phân thần cảnh trung kỳ. Có điều lúc này Dương Bách Xuyên đang vô cùng có lòng tin vì đã ngộ ra kiếm trận Hắc Liên, trong lòng không cho là đúng, nhếch miệng cười nói, sư công. Ngươi và Lão Mạnh để ý những binh tướng xung quanh kia, nếu như có động tĩnh khác thường, thì giao cho các ngươi giải quyết, ta đi giúp Trịnh Diêm Vương. Nếu như Trịnh Diêm Vương bị tiền bất nhẫn giết chết, ta không giúp đỡ thì không thể đối mặt với Trịnh Bân Bân. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đã lách mình xông về phía tiền bất nhẫn và Trịnh Diêm Vương. Môn! Ai! Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên cười khổ, hai bọn họ đều kiêng dè tiền bất nhẫn. Chỉ sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt. Cho dù lúc trước Dương Bách Xuyên đã thi triển kiếm trận Hắc Liên giết chết Viên Nhật Tân, nhưng mà đối mặt với tiền bất nhẫn tu vi phân thần cảnh trung kỳ, hai người cho rằng Dương Bách Xuyên chưa chắc có thể có sức chống đỡ. Tu vi đạt đến cảnh giới này của bọn họ tất nhiên biết sự mạnh mẽ của phân thần cảnh trung kỳ. Dương Bách Xuyên tùy tiện xông qua, mang theo tự tin lớn mạnh, khiến Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên rất lo lắng, sự tự tin của hắn quá mù quáng. Sẽ chịu thiệt lớn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nói chuẩn bị liều mạng già thôi. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên quả thật không có kiêng dè gì đối với tu vi tăng lên của tiền bất nhẫn và quạt phong lôi gì đó, bởi vì hắn đã cảm ngộ ra kiếm trận Hắc Liên, thật sự đã mang lại tự tin lớn mạnh cho hắn. Sau khi giết chết Viên Nhật Tân, lòng tin và chiến ý đang lúc háo thắng, nói cái gì cũng muốn đi thử. Hắn cũng không cho rằng tiền bất nhẫn có thể mạnh mẽ đến mức không có giới hạn, không phải chỉ là cao hơn phân thần cảnh sơ kỳ một cảnh giới nhỏ thôi à, hắn còn có thể lật trời chắc. Trong lòng nghĩ rồi xông về phía trận đánh trên không, bên tai lại nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vù vù vù. Bùm. Là tiếng gió bão mạnh mẽ và tiếng sấm vang lên. Lúc Dương Bách Xuyên ngước lên nhìn, phút chốc đã trợn to mắt. Chỉ thấy tiền bất nhẫn cười lạnh lùng, quạt phong lôi trong tay vung về phía Trịnh Diêm Vương, cuồng phong trong trận nổi dậy, một vòi rồng cao mấy chục trượng bỗng dưng được hình thành, quét về phía Trịnh Diêm Vương. Ngay sau đó, Trịnh Diêm Vương khí thế hừng hực bị vòi rồng cuốn lấy, một lôi điện to như cánh tay từ trong vòi rồng lập tức lẹt xẹt đánh lên người Trịnh Diêm Vương. A! À, sau một tiếng kêu thảm thiết, vòi rồng tản ra nhưng Trịnh Diêm Vương lại ngã xuống mặt đất, không chịu nổi một đòn. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, hắn phát hiện Trịnh Diêm Vương đã chết rồi. Phút chốc này, hắn coi như đã hiểu được sự khủng bố của quạt phong lôi trong tay tiền bất nhẫn. Mà lúc này, hắn đã xông đến chỗ cách tiền bất nhẫn 5 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Dương Bách Xuyên co giật. Tiền bất nhẫn lại cười nham hiểm với hắn, giơ quạt phong lôi trong tay lên. Dương Bách Xuyên thấy tiền bất nhẫn cười nham hiểm giơ quạt phong lôi về phía mình. Lúc này lông tơ của hắn đột nhiên dựng đứng, không còn tự tin như trước nữa. Nói không phải dỡ chứ ngay cả Trịnh Diêm Vương đường đường là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ còn bị một nhát quạt của tiền bất nhẫn tiêu diệt, mặc dù hắn ngộ ra kiếm trận nhất kiếm tứ Hắc Liên, nhưng vẫn chưa đến mức mù quáng coi mình là kẻ vô địch. Lúc này, hắn không chút do dự mà giơ kiếm đổ long lên phản kích. Kiếm quyết Hắc Liên, kiếm trận Hắc Liên. Dương Bách Xuyên ra đòn nhanh như tia chớp. Sợ chậm một bước sẽ bị tiền bất nhẫn chiếm thế thượng phong, quạt hắn một nhát bay đi. Một kiếm ra bốn đóa Hắc Liên lập tức hình thành. Mà tiền bất nhẫn cũng khẽ quát, phong lôi trỗi dậy. Vẫn là gió lốc cường đại đột nhiên hình thành,
kèm theo tiếng rít gào dữ dội. Vù vù. Rầm rầm. Có tiếng rít gào của gió và tiếng sấm của tia chớp. Nhanh chóng mà đến. Gần như hai người đều đồng thời thi triển ra thần thông của mình. Đối mặt với khí thế hùng hậu của vòi rồng sen lẫn lôi điện gào thét mà tới, sắc mặt Dương Bách Xuyên nghiêm trọng, hắn không biết kiếm trận hắc liên của mình có thể ngăn cản được phong lôi trỗi dậy của Tiền Bất Nhẫn hay không, lúc này trong lòng hắn thực sự không chắc chắn. Mặc dù hắn vừa mới ngộ ra kiếm trận hắc liên vô cùng cường đại, thế nhưng trong cảm giác của hắn, phong lôi trỗi dậy của Tiền Bất Nhẫn mạnh mẽ lạ thường. Bàn về khí tức thì còn mạnh hơn kiếm trận hắc liên của hắn. Hắn biết đây là do khoảng cách về tu vi. Quả nhiên tu luyện càng đến giai đoạn cuối, khoảng cách một tiểu cảnh giới cũng khác nhau một trời một vực. Phong lôi trỗi dậy của Tiền Bất Nhẫn thật sự rất mạnh, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ, cho dù pháp bảo có mạnh đến đâu đều cần thực lực tu vi của bản thân người đó thi triển phát huy. Tu vi của Tiền Bất Nhẫn là phân thần cảnh trung kỳ, còn có thêm quạt phong lôi. Lão đương nhiên có thể phát huy ra uy lực của quạt phong lôi không hề yếu. Giờ khắc này, trong lòng Dương Bách Xuyên lại không còn chút sức lực nào. Nhưng đã phóng lao thì phải theo hắn, hắn không có đường lui, không được cũng phải được. Một đòn này kiên định không chừa đường lui nào cho hắn. Trước thần điện, cuồng phong bạo phát, bầu trời cũng âm u theo. Một đám thuộc hạ mà Tiền Bất Nhẫn triệu tập đến cũng vô thức lui về phía sau. Sắc mặt của Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên nghiêm trọng, Mạnh Trường Thanh nhíu mày muốn xông lên nhưng lại bị Dương Vấn Thiên ngăn lại nói, hiện tại đừng đi, đi cũng vô ích, ta thấy kiếm trận hắc liên của tiểu tử Xuyên cũng không thể khinh thường, dù sao cũng đã chống lại, cứ nhìn bọn họ đọ sức rồi nói sau, chờ lát nữa không chống nổi một đòn này thì chúng ta liều mạng. Trong ánh mắt của Mạnh Trường Thanh tràn ngập lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, lão cũng biết Dương Vấn Thiên nói rất đúng. Hiện giờ trên người hai người bọn họ vẫn còn thương tích, xông lên cũng không ngăn cản được. Chấm 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 chấm. Trong lúc đó, Dương Bách Xuyên đối mặt với vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn đang gào thét mà đến, ý niệm vừa động làm bốn đóa hắc liên tỏa ra, trong nháy mắt đã bao vây vòi rồng công kích của Tiền Bất Nhẫn ở trong kiếm trận hắc liên. Nhưng trong nháy mắt bao vây vòi rồng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn tràn ngập sức mạnh cuồng bạo vô cùng cường đại, làm cho kiếm trận hắc liên của hắn thoáng rung chuyển. Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm, nổ tung lúc này cũng chỉ có thể kích nổ kiếm trận hắc liên để chống lại vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Rầm 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 rầm. Bốn tiếng nổ nặng nề vang lên. Kiếm trận hắc liên, bốn đóa kiếm khí hắc hoa nổ tung. Hô hô. Răng rắc răng rắc. Trong cuồng phong, tiếng sấm chớp liên tục nổ tung. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi chính là uy lực bạo liệt của kiếm trận hắc liên lại bị cơn gió lốc và lôi điện dứt khoát ngăn cản lại. Kiếm khí tung hoành, cánh hoa hắc liên, ám sát. Dương Bách Xuyên gầm nhẹ, trong ý niệm khống chế 48 cánh hoa hắc liên, đồng loạt bắn về phía vòi rồng. Đây là đòn ám sát thứ hai của kiếm trận hắc liên, nếu là đòn ám sát thứ nhất thì sẽ không có triệt để. Dương Bách Xuyên phải cân nhắc đường chạy rồi. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, 48 cánh hoa hắc liên cùng bắn tới vòi rồng, bùng nổ ầm ầm. Lẹt xẹt. Nháy mắt vòi rồng cao khoảng mấy trượng chia 5 xẻ 7, bên trong cuồng phong gào rít từng tiếng sấm. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt vui vẻ, cuối cùng đã bị lật đổ rồi. Vòi rồng cao mấy trượng bị kiếm khí cánh hoa hắc liên của hắn cắt thành vô số mảnh. Lập tức tan vỡ. Thấy vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn biến thành từng mảnh, năng lượng màu vàng đất rơi lả tả, sắp tiêu tan. Lúc này cách vòi rồng vỡ vụn, Dương Bách Xuyên lại thấy khuôn mặt già của Tiền Bất Nhẫn đang cười quỷ dị với hắn. Ngay lập tức, trong lòng Dương Bách Xuyên lộp bộp. Tiền Bất Nhẫn cười quá nham hiểm, rõ ràng là có vấn đề. Ở đâu có vấn đề, Dương Bách Xuyên không biết, nhưng mà, nụ cười của Tiền Bất Nhẫn thật sự quá hèn. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện, bên cạnh hắn đã trôi giạt từng mảnh năng lượng vòi rồng, theo lý vốn nên tiêu tan rồi mới đúng, nhưng vậy mà không tiêu tan. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên chợt nghĩ đến vấn đề không đúng chính là những mảnh năng lượng vòi rồng này. Nhưng mà cuối cùng đã muộn rồi. Chỉ nghe thấy Tiền Bất Nhẫn u ám nói, phong lôi xuất kích. Phụt 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 phụt. Nháy mắt,
Dương Bách Xuyên thấy năng lượng vòi rồng trôi giạt xung quanh biến thành từng phong nhẫn, bên trên có lôi điện lấp lóe sau khi Tiền Bất Nhẫn nói dứt câu. Phụt! Giờ phút này, cả người hắn không kịp đề phòng, bị những phong nhẫn vòi rồng này công kích, như loạn đao đâm lên người. Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, toàn thân xuất hiện vết thương sâu tới mức có thể thấy cả xương, vô cùng đau đớn, lông tơ dựng ngược, hắn phát hiện trong phong nhẫn còn có năng lượng lôi điện công kích. Cả người nháy mắt toàn là vết thương, phút chốc bay ngược ra ngoài, trong lòng Dương Bách Xuyên cười khổ, sau khi hắc liên của hắn nổ ra có thể làm thương địch, không ngờ sau khi vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn vỡ vụn cũng có thể biến thành vô số phong nhẫn đả thương người, chiến kỹ thần thông hiệu quả như nhau. Lần này coi như là có được một bài học sâu sắc rồi. Có điều hắn cũng hiểu, nếu như tu vi của hắn và Tiền Bất Nhẫn ngang nhau, chỉ dựa vào kiếm trận hắc liên cũng có thể nghiền nát vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Hơn nữa vẫn là cảm thấy tu vi của hắn kém, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nếu như có thể nghĩ ra vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn có thể không tiêu tan sau khi biến thành mảnh vụn, thì hắn đã tránh ra từ lâu, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Môn chủ Xuyên Nhi. Cơ thể chợt nặng trĩu, là Mạnh Trường Thanh đỡ lấy hắn, Dương Vấn Thiên đuổi tới nơi. Dương Bách Xuyên muốn đứng dậy nhưng lúc này cũng không đứng dậy nổi, kinh mạch hai chân của hắn đều bị phong nhẫn cắt đứt, bây giờ cả người vậy mà vẫn còn lôi điện chủ lực tàn phá bừa bãi. Dương Bách Xuyên không lo lôi điện chi lực, hắn tu luyện có thuật khống lôi, đan điền cũng có thể hấp thụ lôi điện chi lực, sau khi vận chuyển công pháp lôi điện chi lực đã bị hấp thụ vào đan điền. Miệng há ra uống một giọt nước sinh mệnh bắt đầu khôi phục thân thể, nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên buồn bực là vết thương khôi phục vô cùng chậm. Vết thương bị phong nhẫn của Tiền Bất Nhẫn đả thương có một sức mạnh đặc biệt cản trở, nhất thời không khôi phục được. Hơn nữa Tiền Bất Nhẫn cũng không định cho hắn thời gian trị thương. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên chắn ở phía trước Dương Bách Xuyên, đối mặt với Tiền Bất Nhẫn. Nếu hai vị đã muốn tìm chết, vậy ta tác thành cho các ngươi. Dứt lời, lôi phong phiến trong tay Tiền Bất Nhẫn chớp lóe, vòi rồng lập tức hình thành, cuốn về phía ba người. Kết trận. Mạnh Trường Thanh quát to. Cả người Dương Bách Xuyên không thể động đậy, nằm phía sau hai lão gia tử, trong lòng vô cùng cay đắng, hắn biết Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên không chống đỡ được công kích của Tiền Bất Nhẫn. Lúc này không những là Dương Bách Xuyên bị thương. Hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên cũng bị La Hầu truy hồn thương của Viên Nhật Tân đả thương thần hồn, bây giờ đối mặt với công kích của Tiền Bất Nhẫn chính là một đường sinh tử. Trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đứng sóng vai, mỗi người khắc họa ra trận pháp huyết phù, một thái cực đồ lập tức hình thành, đột nhiên thúc giục, đánh về phía vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Đây là một trận lưỡng nghi, cũng không biết có thể chống đỡ được không. Dù sao trong mắt Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên là đang liều mạng rồi, sau khi thi triển ra trận lưỡng nghi này, toàn thân hai người đều đang run rẩy. Dương Bách Xuyên quyết định đợi lát nữa nếu như trận lưỡng nghi của hai lão gia tử không chống đỡ được, hắn sẽ sử dụng không gian bình càn khôn, ba người trốn vào không gian bình càn khôn giữ mạng trước rồi nói sau. Chủ nhân của bình càn khôn như hắn vào bên trong, bình càn khôn sẽ biến thành trạng thái bản thể. Đến lúc đó sẽ rơi vào trong tay Tiền Bất Nhẫn, đây là hạ hạ sách, nhưng cũng là hết cách rồi, giữ mạng quan trọng. Còn về cái khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Lần này đến điện mạo hiểm giúp đỡ, không ngờ nước sâu như vậy. Công kích của hai bên vừa chạm đã nổ. Bùm! Vòi rồng và trận lưỡng nghi đối đầu, bùng ra tiếng vang rung trời. Một gợn sóng dập dờn tản ra. Phụt! Phụt! Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên rên lên hai tiếng, phun máu rồi ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn là không cản được công kích của Tiền Bất Nhẫn. Thấy vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn cuốn tới, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng linh thức bao phủ Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, đưa vào trong không gian bình càn khôn, biến đổi khác thường đột nhiên xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh giống như tới từ chân trời. Ngay sau đó một bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh thẳng lên vòi rồng của Tiền Bất Nhẫn. Ầm ầm. Trong tiếng nặng nề, vòi rồng trực tiếp bị bàn tay khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng này đánh nát vụn, không để lại chút khí tức nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động,
dừng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu, Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Cát bụi bay lên, không nhìn thấy rõ gì hết, nhưng trong tai lại truyền tới tiếng kêu kinh ngạc của Tiền Bất Nhẫn. Trịnh Bân Bân, ngươi, sao ngươi ra ngoài rồi? Mặc dù Dương Bách Xuyên không nhìn thấy rõ tình hình trong sân, nhưng nghe tiếng kêu la của Tiền Bất Nhẫn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, là Trịnh Bân Bân. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, khi bụi đất tan hết, Dương Bách Xuyên trông thấy bóng dáng của Trịnh Bân Bân xuất hiện giữa sân, tuy rằng nàng ta quay lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra Trịnh Bân Bân chỉ trong một cái liếc mắt. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ lạ lùng là vào lúc này, toàn thân Trịnh Bân Bân tỏa ra hơi thở, tuy rằng nàng ta đã mạnh hơn 4 năm trước rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt tới phân thần cảnh. Mà chỉ mới đang là tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Cảnh giới hiện tại của Trịnh Bân Bân cũng giống như hắn. Nhưng nàng ta rõ ràng chỉ là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, sao có thể thi triển được một trưởng với sức mạnh cường đại như vậy chứ? Cách giải thích duy nhất là Trịnh Bân Bân đã luyện hóa được phân thân thuần dương. Nhưng với cảnh giới tu vi như vậy, Dương Bách Xuyên không thể hiểu được làm sao nàng ta có thể luyện hóa nổi một phân thân thuần dương cường đại chứ. Thậm chí một trưởng vừa giáng xuống từ trên trời ấy đã nhẹ nhàng chụp tan cơn lốc của Tiền Bất Nhẫn, rõ ràng là do Trịnh Bân Bân thi triển ra rồi. Ở trong sân vào lúc này cũng không có cao thủ nào khác cả. Hiện tại Trịnh Bân Bân đứng ở trước mặt, đối diện với Tiền Bất Nhẫn, điều đó chỉ có thể chứng tỏ rằng Trịnh Bân Bân có thực lực đủ để chiến đấu với một cao thủ phân thần cảnh trung kỳ như Tiền Bất Nhẫn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Một người có tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn luyện hóa một phân thân thuần dương, là có thể đối đầu với cao thủ phân thần cảnh trung kỳ ư. Nghe hết sức khó tin, càng không có khả năng, nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mắt, thực sự là như vậy. Tiền Bất Nhẫn, ngươi đáng chết. Trịnh Bân Bân lạnh giọng nói, không mang theo chút cảm xúc nào. Dương Bách Xuyên nghe thấy nàng ta nói mà lạnh ngắt cả người. Giờ thì có trò hay để xem rồi, tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy Trịnh Bân Bân thi triển thủ đoạn đỉnh cao ấy, cũng chưa được nhìn thấy phân thân thuần dương, nhưng Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rằng hôm nay Trịnh Bân Bân có thể giết chết được Tiền Bất Nhẫn. Hừ, ra ra người Trịnh Diêm Vương đã chết ở trong tay lão phu. Chứ đừng nói tới một nha đầu tóc vàng như ngươi, ngươi có thể ra khỏi thần điện, xem ra ngươi đã luyện hóa được phân thân thuần dương. Vậy thì để lão phu thỉnh giáo phân thân thuần dương của Mạo Hiểm Vương, xem thử sau khi bị một nha đầu như ngươi luyện hóa có phải sẽ biến thành phân thân âm dương hay không. Tuy rằng ngoài miệng Tiền Bất Nhẫn nói rất nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng ông ta lại đang khiếp sợ. Lúc thử dò xét Trịnh Bân Bân, thật ra ông ta không hề nhìn thấy rõ một trưởng giáng xuống từ trên trời lúc nãy. Thậm chí còn không cảm giác được nó, đợi đến lúc phát hiện ra rồi, một trưởng khổng lồ từ trên không trung đã đánh bay một trưởng tấn công phong lôi tề minh của ông ta, sau đó không biết từ khi nào ông ta lại nhìn thấy Trịnh Bân Bân xuất hiện trước mắt mình, điều này khiến cho Tiền Bất Nhẫn cảm thấy sợ hãi. Trịnh Bân Bân ở trong mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu cử động, nhưng nàng ta chỉ cử động một bàn tay. Chỉ thấy tay trái của Trịnh Bân Bân khẽ lật, ánh sáng vàng trong tay nàng ta bừng lên mãnh liệt. Bỗng nhiên tung một trưởng về phía Tiền Bất Nhẫn. Tung một trưởng giữa không trung, những gì Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong tầm mắt của mình là một bàn tay phát sáng dần được hình thành, càng lúc càng lớn, từ một bàn tay bình thường, đón gió biến lớn, hóa thành một bàn tay to bằng cái cối xay. Hơn nữa trong mơ hồ Dương Bách Xuyên còn nhìn thấy bên trong một trưởng khổng lồ ánh vàng mà Trịnh Bân Bân tung ra có những hoa văn huyền ảo như ẩn như hiện. Mà ngay tại thời khắc này, sắc mặt của Tiền Bất Nhẫn nghiêm lại. Quạt phong lôi trong tay lóe lên, một cơn gió lốc thật lớn lại hình thành một lần nữa, sau đó ông ta nhanh chóng lui về phía sau. Rõ ràng là vì ông ta đã cảm nhận được một trưởng này của Trịnh Bân Bân có sức mạnh phi thường. Hừ! Chỉ nghe Trịnh Bân Bân hừ lạnh một tiếng, vung lên giữa không trung. Quỳnh! Cơn lốc của Tiền Bất Nhẫn trực tiếp bị bàn tay ánh vàng của nàng ta đánh bay. Ngay sau đó Trịnh Bân Bân hóa trưởng thành chảo. Chộp lấy giữa khoảng không. Ầm ầm ầm. Chộp thẳng về chỗ Tiền Bất Nhẫn. Mà Tiền Bất Nhẫn lại gầm lên, không ngừng múa may quạt phong lôi trong tay tấn công một chảo của Trịnh Bân Bân. Vang lên một tiếng động nặng nề. A, vậy mà ngươi lại dung hợp với phân thân. Dầm.
tiếng nói hoảng sợ của Tiền Bất Nhẫn hoàn toàn dừng lại. Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên lại có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới cái bóng bàn tay khổng lồ của Trịnh Bân Bân, Tiền Bất Nhẫn không hề phản kháng lại được, trực tiếp bị một chảo của Trịnh Bân Bân bóp nổ. Quạt phong lôi bị hất văng cũng bị nàng ta bắt được. Bầu không khí trong sân tĩnh lặng. Tĩnh lặng tựa như cái chết vậy. Xung quanh, ba gã túc lão trở mặt đi theo Tiền Bất Nhẫn thấy tình thế không ổn lập tức phi người chạy trốn, một số binh tướng cũng tức tốc quay đầu bỏ chạy. Rất rõ ràng, Viên Thiên Cương và Tiền Bất Nhẫn lần lượt bị giết, thế cục đã mất, hiện tại Trịnh Bân Bân mạnh đến không thể đối chọi được, đám người như bọn họ sao có thể là đối thủ của nàng ta được chứ, bây giờ mà không chạy thì sẽ bị Trịnh Bân Bân lôi đầu tính sổ. Trịnh Bân Bân búng tay một cái, ba tia ánh sáng vàng bay thẳng về phía ba gã túc lão chạy trốn đầu tiên. A a a! Sau ba tiếng kêu thảm thiết, cơ thể của ba gã túc lão trực tiếp biến thành xương máu giữa không trung. Ngay sau đó Trịnh Bân Bân vẫn không dừng tay, ra tay với binh tướng tính bằng hàng ngàn xung quanh. Cách không mà động, hai tay máy máy cùng một lúc, vạn tia sáng vàng bùng nổ, lấy nàng ta làm trung tâm mà bộc phát. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên hít vào một hơi, có một kẻ chạy trốn trực tiếp bị ánh sáng vàng chiếu rọi, cơ thể hóa thành xương máu. Lần này khoảng chừng hơn 1.000 người trực tiếp bốc hơi. Kẻ chạy trốn chết, kẻ phản loạn chết. Giọng nói lạnh như băng phát ra từ miệng của Trịnh Bân Bân, không mang theo một chút tình cảm. Những binh tướng còn lại cả đám sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng không một ai dám chạy. Giờ phút này một kẻ có nước đi thông minh lập từ quỳ mọp xuống đất với Trịnh Bân Bân, miệng thốt lên, nguyện máu chảy đầu rơi vì nữ vương, thề sống chết thuần phục nữ vương, phục hưng vương quốc mạo hiểm, hưng thịnh muôn đời. Đã có người dẫn đầu, những người khác tất nhiên cũng không đập, còn lại cũng có gần ngàn người, trăm miệng một lời, bọn ta nguyện máu chảy đầu rơi vì nữ vương, thề sống chết thuần phục nữ vương, phục hưng vương quốc mạo hiểm, hưng thịnh muôn đời. Hơn ngàn người ào ào quỳ xuống, giọng nói rung trời, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Hiển nhiên những người này cũng nhìn ra Trịnh Bân Bân mạnh vô cùng, đều là binh tướng của Điện Mạo Hiểm, ai cũng biết Trịnh gia vẫn luôn muốn phục hưng vương quốc mạo hiểm, giờ phút này không thuần phục thì chờ tới khi nào, cái đầu quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Vô hình chung đã hình thành lời thề thiên đạo. Tất cả đều là tu chân giả, mỗi một câu thề đều là lời thề thiên đạo. Thần phục Trịnh Bân Bân, ba lần hô nữ vương. Trịnh Bân Bân không nói gì, lúc này đi tới bên cạnh gia gia Trịnh Diêm Vương của nàng ta, vô cùng đau lòng. Người mất cũng đã mất, một lát sau nàng ta kêu người mang thi thể của Trịnh Diêm Vương xuống dưới, lúc này mới quay người đi về phía ba người Dương Bách Xuyên. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên còn đỡ, có thể cử động được, Dương Bách Xuyên thì khá thảm. Tuy rằng đã sử dụng một giọt nước sinh mệnh nhưng công kích của Tiền Bất Nhẫn kỳ lạ, vết thương khôi phục rất chậm, tới giờ vẫn không thể đứng dậy. Trên mặt Trịnh Bân Bân mang theo yêu thương nhàn nhạt, sau khi nhìn về phía Dương Bách Xuyên thì vươn tay tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Điều này khiến cho ba người Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng nàng ta sẽ ra tay tàn nhẫn với Dương Bách Xuyên. Cảnh tượng tay nàng ta bộc phát ánh sáng vàng giết người vừa rồi quả thực đáng sợ, ba người cũng biết sự kỳ lạ của ánh sáng vàng trong tay nàng ta. Sắc mặt ba người lập tức căng thẳng. Ta không có ý xấu, chỉ muốn chữa thương cho ngươi. Sắc mặt Trịnh Bân Bân ôn hòa đi không ít, nhìn Dương Bách Xuyên nói. Dương Bách Xuyên sững sờ, lúc này mới cảm nhận được hơi thở từ ánh sáng vàng trong tay Trịnh Bân Bân thật sự khác với lúc nàng ta giết người vừa rồi, có cảm giác ôn hòa. Hắn bèn gật đầu với Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên ý bảo không sao. Quả nhiên, sau khi ánh sáng vàng tỏa ra từ tay Trịnh Bân Bân chiếu lên người Dương Bách Xuyên cảm nhận được vết thương trên người nhồn nhột, liền biết nàng ta không nói dối. Chỉ vài phút ngắn ngủi, thương thế trên người hắn dưới sự chiếu rọi của ánh sáng vàng của Trịnh Bân Bân đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi Trịnh Bân Bân dừng lại, Dương Bách Xuyên đứng dậy nói cảm ơn. Nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, Tiền Bất Nhẫn giết tới thần điện thì ta sẽ thất bại trong gang tấc. Trịnh Bân Bân nói. Được, không nói cảm ơn, đừng quên chúng ta là bạn. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Hành trình ở Vương Thành Mạo Hiểm lần này, tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng đã đạt được mong muốn,
giết chết kẻ thù Viên Thiên Cương đồng thời thấy Trịnh Bân Bân bình an không có việc gì. Mà sau khi Trịnh Bân Bân nghe Dương Bách Xuyên nói xong, trên gương mặt vốn lạnh như băng cuối cùng cũng dịu dàng không ít. Trong mắt Dương Bách Xuyên, dường như Trịnh Bân Bân không còn là Trịnh Bân Bân mà hắn biết 4 năm trước nữa, Trịnh Bân Bân hiện tại mang đến cho hắn cảm giác có khí chàng mạnh mẽ, rất lạnh lùng, thậm chí có một chút tàn nhẫn. Cả người nàng ta đã thay đổi. Dương Bách Xuyên đoán có thể là do nàng ta luyện hóa phân thân thuần dương, hiển nhiên Trịnh Bân Bân đã dung hợp với phân thân thuần dương, nếu không đã chẳng mạnh đến mức này. Nhưng những chuyện này là bí mật của người ta, hắn không hỏi. Giờ phút này hai người đối mặt với nhau, nhất thời không nói chuyện. Một lúc sau Dương Bách Xuyên hỏi, ngươi, tiếp theo có tính toán gì không? Hắn cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện cấm khu vùng phía nam, hỏi xem có thể hợp tác với Vương Thành Mạo Hiểm hay không. Dù sao hiện tại ba tên cầm đầu của Điện Mạo Hiểm đều đã chết. Trịnh Bân Bân cầm quyền là chuyện chắc chắn. Nào ngờ kế tiếp Trịnh Bân Bân lại nói ra một đoạn, Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói rất nữ vương, khiến hắn cũng trợn mắt há mồm. Chỉ nghe Trịnh Bân Bân mở miệng nói, kế thừa ý nguyện của Gia Gia, nhất thống Điện Mạo Hiểm, tổ chức lại các thế lực trong Vương Thành Mạo Hiểm. Sau này, ta cũng xây dựng lại Vương quốc Mạo Hiểm, khôi phục thời đại huy hoàng của Tổ tiên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy được lửa nóng trong ánh mắt của Trịnh Bân Bân, trong lòng thầm than, có lẽ nàng ta sẽ làm được. Ít nhất trước mắt Điện Mạo Hiểm và Vương Thành Mạo Hiểm đều quy thuận nàng ta, dựa vào thực lực hiện tại của nàng ta, hoàn toàn có thể làm được. Cũng không biết hiện tại thực lực của Trịnh Bân Bân là gì, dù sao có thể giết chết phân thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên đoán có lẽ là phân thần cảnh hậu kỳ. Điều kỳ lạ là, Trịnh Bân Bân nhìn qua chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cố tình có thể giết chết cao thủ phân thần cảnh. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước ở Sa Hồ Tộc, bọn họ có được phân thân thuần dương, từ trước đến nay Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ quá nhiều về sức mạnh của phân thân thuần dương và Vương Thành Mạo Hiểm. Nhưng hiện tại hắn rất khó có thể tưởng tượng ra được sự tồn tại của Mạo Hiểm Vương. Phân thân thuần dương của Mạo Hiểm Vương để lại có thể làm một người có tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn như Trịnh Bân Bân có thể giết chết cao thủ phân thần cảnh trung kỳ, cũng không biết ở thời đại kia, Mạo Hiểm Vương cường đại đến mức nào. Trịnh Bân Bân luyện hóa một phân thân tiên thiên, vốn dĩ phân thân bất tử dùng chân khí tinh huyết tu luyện thành hóa thân ngoài, là chí bảo được thiên địa dựng dục. Điều này làm Dương Bách Xuyên nhớ lại, lúc trước ở cấm địa Sa Hồ Tộc, trong lúc vô ý hắn bị hút vào không gian kia. Sau đó có được hoa sen củ sen, đó cũng là chí bảo được thiên địa dựng dục, sau đó biết được củ sen là chí bảo vô thượng tu luyện phân thân tiên thiên, trong lòng nghĩ thầm chính mình có nên luyện hóa ra một phân thân củ sen không? Tất nhiên hiện tại còn chưa nắm chắc, phải đợi tu vi lên đến phân thần cảnh mới được, sau khi luyện thành phân thân tiên thiên, cần phải chia lìa nguyên thần. Còn vì sao Trịnh Bân Bân có thể luyện hóa được một phân thân thuần dương khi tu vi là xuất khiếu cảnh? Hơn nữa tu vi còn tăng lên hai tiểu cảnh giới, thậm chí có thể giết chết phân thần cảnh trung kỳ, hắn nghĩ có hai nguyên nhân. Đầu tiên, phân thân thuần dương chính là thành phẩm, cũng là đồ vật của tổ tiên Trịnh gia, làm hậu nhân của Mạo Hiểm Vương, không khó để luyện hóa được. Thứ hai, Dương Bách Xuyên suy đoán bên trong phân thân thuần dương có để lại thần thông chiến kỹ, vì vậy Trịnh Bân Bân vừa xuất quan mới có thể mạnh như vậy, Kim Quang Đại Trưởng lúc trước giống như Như Lai Thần Trưởng. Khả năng cao cũng là thần thông chiến kỹ cao giai. Dương Bách Xuyên nhớ lại củ sen dược dưỡng trong không gian hồ Càn Khôn, lúc này trong lòng rất cấp thiết, hắn rất chờ mong sau khi luyện thành phân thân củ sen sẽ có uy lực gì. Năm đó người bảo vệ cho củ sen linh khí chính là yêu hồ Lục Vĩ Hồ của Sa Hồ Tộc, sau khi bị Dương Bách Xuyên siêu hồn, cũng biết củ sen linh khí là đồ vật của Cửu Vĩ Nương Nương của Vương Triều Sơn Hải đã biến mất. Dương Bách Xuyên không quan tâm Cửu Vĩ Nương Nương gì đó. Dù sao củ sen linh khí là đồ của hắn. Dương Bách Xuyên biết một vài bí mật liên quan đến di tích của Vương Triều Sơn Hải từ trong trí nhớ của Hồ Ly Sa Hồ Tộc, nhưng hắn chưa đi xác định xem đó là thật hay giả, sau này có rảnh có thể đi xem. Ngươi đang nghĩ gì? Dương Bách Xuyên đang ngẩn người, âm thanh của Trịnh Bân Bân vang lên. À không có gì, bị Trịnh Bân Bân đánh gãy ảo tưởng trong đầu, Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, nói. Sau đó nghe Trịnh Bân Bân nói, ta muốn trùng kiến Vương quốc Mạo Hiểm, Vân Xuyên, hiện tại ta đã mất đi Gia Gia, ở Vương Thành Mạo Hiểm ta cũng đã không có bằng hữu huynh đệ, đám lão nhị cũng đã chết, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta,
ngươi có nguyện ý giúp ta? Chờ tương lai vương quốc mạo hiểm khôi phục lại, chúng ta cùng dùng chung vương quốc mạo hiểm ở châu Tây Sơn, ta sẽ không phụ ngươi, thế nào? A Dương Bách Xuyên bị lời nói của Trịnh Bân Bân kẹt lại. Hắn thấy được ngọn lửa dã tâm từ trong ánh mắt của Trịnh Bân Bân, trong lòng rõ ràng Trịnh Bân Bân đã thay đổi, nàng ta sắp phải đi con đường đế vương, nhưng hắn lại không chút hứng thú. Đối mặt với ngọn lửa cực nóng từ trong ánh mắt của Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên ho khan, chuẩn bị nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Cái đó, thực ra ta có một tông môn tên là Vân Môn, ta là chủ nhân của Vân Môn, ta duy trì ngươi chuyện thành lập vương quốc, nhưng tham dự thì thôi. Trước đây đến vương thành mạo hiểm, đầu tiên, nghe nói các ngươi mạo hiểm trong điện hồng, ta lo lắng an nguy của ngươi nên mới đến hỗ trợ. Thứ hai, thật ra ta muốn nói Vân Môn của ta nằm ở vùng cấm Nam Bộ. Hơn nữa ta muốn chữa trị đại trận truyền tống ở vùng cấm Nam Bộ, sau khi chúng ta về nhà có thể hợp tác ở đại trận truyền tống. Dương Bách Xuyên nói ra mục đích của bản thân, cũng tương đương uyển chuyển từ chối lời mời của Trịnh Bân Bân. Sau khi dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ý cười trên mặt Trịnh Bân Bân biến mất, khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt như lúc trước. Sau đó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Lúc này độ ấm trong không khí điên cuồng giảm xuống. Ba người Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên đều cảm nhận được lạnh lẽo từ trên người Trịnh Bân Bân. Giữa sân yên lặng xuống, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thẳng vào hai mắt của Trịnh Bân Bân. Tầm một phút sau, Trịnh Bân Bân lạnh lùng nói, ngươi có biết vùng cấm Nam Bộ cũng là quốc thổ của vương quốc mạo hiểm, tương lai ta muốn thu hồi hay không? Biết, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi, là địa bàn của vương quốc mạo hiểm cổ xưa, nhưng hiện tại không phải. Hiện tại là địa bàn của Vân Môn, ta sẽ bảo vệ cẩn thận. Dương Bách Xuyên híp mắt, không chút e dè nói. Ha ha, nếu ta muốn thu phục vùng cấm Nam Bộ thì sao? Trịnh Bân Bân cười nói, nhưng độ ấm trong không khí lại giảm xuống rất nhiều. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đứng một bên cảm nhận được, lạnh sống lưng, âm thầm sốt ruột. Nếu Dương Bách Xuyên nói thêm gì nữa, chọc giận Trịnh Bân Bân, ba người bọn họ gộp lại cũng không đủ một trưởng của Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên vẫn mỉm cười nói, chờ ngươi thành lập lại vương quốc mạo hiểm rồi nói sau, hiện tại vương quốc mạo hiểm của ngươi chỉ là một tòa thành rách nát. Bách Xuyên, không sợ ta giết chết ngươi sao? Đột nhiên Trịnh Bân Bân trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn giết chết ta, có lẽ ta đánh không lại, nhưng Trịnh Bân Bân mà ta quen biết đã từng nói, nàng vĩnh viễn là coi ta là huynh đệ, nếu thật sự muốn ra tay, ta sẽ không đánh trả, coi như ta mắt mù. Dương Bách Xuyên bình tĩnh nói. Trịnh Bân Bân sửng sốt, ý lạnh trong mắt tan đi, sau đó nàng ta nhìn Dương Bách Xuyên, nói ta không có lựa chọn, tất cả các thế hệ Trịnh gia đều làm một chuyện, đó là xây dựng lại vương quốc mạo hiểm, khôi phục lại thời đại huy hoàng của tổ tiên. Trước kia không thực lực cũng không có cơ hội, nhưng hiện tại có, ta luyện hóa xong phân thân thuần dương của tổ tiên, đạt được lực lượng của tổ tiên, kế thừa ý chí của mạo hiểm vương. Lập lời thề cần thiết xây dựng lại vương quốc mạo hiểm, thu hồi lại quốc thổ của vương quốc mạo hiểm cổ xưa, vùng cấm Nam Bộ hay các nơi khác đều nằm trong phạm vi. Châu Tây Sơn chính là vương quốc mạo hiểm, ta nói rồi ta chỉ có một bằng hữu là ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta khó xử, hiện tại ta có thực lực xây dựng lại vương quốc mạo hiểm, có thực lực thống nhất Châu Tây Sơn, dập nát tất cả các thế lực không thần phục Châu Tây Sơn. Chúc ngươi thành công, một khi đã vậy, hôm nay tạm biệt. Dương Bách Xuyên thu hồi ý cười, sau đó nói với Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong xoay người đi, mặc dù Trịnh Bân Bân nói chuyện vô cùng cường thế, nhưng từ sâu trong ánh mắt của nàng ta, Dương Bách Xuyên nhìn ra được nàng ta vẫn coi mình là bằng hữu. Nếu thật sự muốn ra tay nàng ta đã làm từ lâu, sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng với chính mình. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên tràn ngập lo lắng, lúc này đi. Không biết Trịnh Bân Bân có để ba người bọn họ rời đi hay không, nhưng Dương Bách Xuyên đã xoay người rời đi, hai người cũng vội đuổi kịp. Đi được mấy trăm mét, Trịnh Bân Bân vẫn chưa nói gì, điều này làm cho Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh của Trịnh Bân Bân, Bách Xuyên, vùng cấm Nam Bộ là quốc thổ của vương quốc mạo hiểm, ta sẽ đến thu phục. Dương Bách Xuyên chấn động. Lúc này hắn biết Trịnh Bân Bân đã không còn là Trịnh Bân Bân trước đây, nàng ta đã quyết định, sau này phải đi lên con đường đế vương. Nghe thấy những lời này,
Dương Bách Xuyên biết, ân tình giữa hai người đã chặt đứt. Hít một hơi sâu, Dương Bách Xuyên không quay đầu lại, nói, xin đợi ngươi đến. Sau khi nói xong, phi người lên cao, trực tiếp bay ra khỏi Vương Thành mạo hiểm. Trịnh Bân Bân nhìn bóng dáng rời đi của Dương Bách Xuyên, thân hình dần biến mất phía chân trời, lẩm bẩm, Bách Xuyên, ngươi đã cho ta một lựa chọn khó khăn, di nguyện của tổ tiên và ngươi, ta đều không muốn mất đi. Trịnh Bân Bân nhỏ giọng nói thầm, trong ánh mắt tràn đầy sự rối rắm, nhưng ngay sau đó nàng ta lại phục hồi lại như cũ, hai tròng mắt chỉ còn lại sự kiên định. Nàng ta nhìn binh tướng đang quỳ gối bốn phía, lạnh lẽo nói, tứ đại túc lão đâu? Nguyện ý nghe mệnh lệnh của thiếu chủ, bốn gã túc lão chiến đấu đi theo Trịnh Diêm Vương lúc trước tiến lên. Dẫn người đi dẹp loạn, Viên Nhật Tân và Tiền Bất Nhẫn ở cùng một chỗ, giết chết toàn bộ, kẻ nào vào thành dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của giết không tha, đi thôi. Lúc này trong giọng nói của Trịnh Bân Bân không hề có tình cảm, tràn ngập sát ý. Tuân mệnh. Mấy ngày nay Vương Thành mạo hiểm đầy sóng gió. Xong việc Dương Bách Xuyên nghe nói Trịnh Bân Bân chém giết mấy vạn người ở Vương Thành mạo hiểm, máu chảy thành sông, mấy thế lực túc lão đi theo Viên Nhật Tân và Tiền Bất Nhẫn đều bị Trịnh Bân Bân giết sạch, các thế lực lớn bé trong Vương Thành, kẻ thần phục sống, kẻ đối nghịch chết, có thể giết đều giết. Toàn bộ Vương Thành mạo hiểm được thống nhất, Trịnh Bân Bân tuyên bố lại lần nữa thành lập Vương quốc mạo hiểm, bước lên vương vị, xưng mạo hiểm nữ vương. Tất nhiên xong việc Dương Bách Xuyên mới biết được những chuyện này. Sau khi hắn và Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên trở về, hạ lệnh mở ra đại trận bảo vệ, toàn bộ vùng cấm Nam Bộ đều bao phủ trong trận pháp, chỉ có đệ tử Vân Môn cầm trận phù mới có thể ra vào tự do. Dương Bách Xuyên thấy được quyết tâm thành lập lại Vương quốc mạo hiểm từ trong ánh mắt của Trịnh Bân Bân, vì vậy không thể không phòng, chỉ có thể mở ra đại trận. Dù sao sau khi mở ra trận pháo, có hai cao thủ trận pháo Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên chấn giữ. Cho dù Trịnh Bân Bân có thực lực phân thần cảnh hậu kỳ cũng đừng nghĩ mạnh mẽ phá trận. Vùng cấm Nam Bộ là địa bàn Vân Môn, là căn cơ của Vân Môn ở Sơn Hải Giới, trời có rách Dương Bách Xuyên cũng không giao ra. Vì vậy sau khi trận pháp mở ra, Dương Bách Xuyên không hề để ý đến chuyện của Vương Thành mạo hiểm, hắn chuẩn bị bế quan. Dương Bách Xuyên chuẩn bị bế quan tìm hiểu kiếm quyết Hắc Liên, sau khi đến Sơn Hải Giới, hắn chưa từng chính thức tu luyện. Tu vi tăng lên quá nhanh cũng cảm giác cảnh giới của bản thân không vững, cần một lần bế quan tu luyện để hóa giải. Trước khi bế quan, tuyên bố Dương Vấn Thiên là trưởng lão Vân Môn, đây là Dương Vấn Thiên tự mình đi tìm Dương Bách Xuyên muốn gia nhập Vân Môn, Dương Bách Xuyên cầu mà không được. Dù sao cũng là cao thủ phân thần cảnh, lại là sư phụ của cha mình, đều là người một nhà, có Dương Vấn Thiên gia nhập, Vân Môn nhiều thêm một tầng đảm bảo. Một chuyện khác là nhờ người kiến tạo cung điện tu luyện cho bộ Thanh Mai. Hiện tại bộ Thanh Mạo vẫn ở trong M sát trụ, chỉ có hoàn toàn luyện hóa được M sát trụ, nàng mới có thể rời khỏi M sát trụ. Dương Bách Xuyên kiến tạo một cung điện M sát ở trong sơn cốc âm hàn trong núi giao trì cho bộ Thanh Mai, dọn M sát trụ từ hồ Càn Khôn ra, để vào trong cung điện M sát, làm Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên bày một trận pháp sát khí, sáng tạo một đạo tràng tu luyện của quỷ tu. Sau khi bàn giao công việc xong đã là một tháng sau, hôm nay Dương Bách Xuyên quyết định bế quan, mọi chuyện lớn nhỏ trong Vân Môn đều giao hết cho vài vị trưởng lão và mấy người Lục Tuyết Hy. Nơi bế quan của Dương Bách Xuyên vẫn là Động Kim Ô. Lần bế quan này sẽ là một lần tổng kết từ khi chính mình tu chân đến nay. Trước kia Dương Bách Xuyên vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng sau khi tu vi không ngừng đột phá lên xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hắn cảm nhận được tâm cảnh của bản thân không xong. Lý do là vì tu luyện quá nhanh, chỉ lo hấp thu chân khí, ngược lại cảnh giới hạ xuống, làm cho tu vi cảnh giới không đủ, tâm cảnh không vững sẽ dẫn đến tâm ma, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn biết người khác tu luyện đến xuất khiếu đại viên mãn ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm, còn hắn từ khi tu luyện đến khi tu vi đạt đến xuất khiếu đại viên mãn cũng chỉ mất 7-80 năm. Thật sự quá biến thái. Quá mức chú trọng vào thực lực xem nhẹ tâm cảnh. Nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, cảnh giới cần đột phá tiếp theo sẽ là phân thần cảnh. Dương Bách Xuyên vô cùng coi trọng cảnh giới này, đây là cảnh giới có thể tu luyện hóa thân. Trong tay hắn đã có được củ sen linh khí, nếu tu vi đột phá phân thần cảnh sẽ luyện ra được một phân thân củ sen tiên thiên,
nhưng nếu không có nguyên thần cường đại vững mạnh, đến lúc đó sẽ phí phạm vô nghĩa. Dương Bách Xuyên không muốn lãng phí chí bảo thiên địa này. Hơn nữa căn cơ không xong, nói không chừng vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, không thể đột phá lên phân thần cảnh. Phân thần cảnh mới là cường giả đứng đầu của Sơn Hải giới, vì vậy hắn cần thiết phải đột phá. Quan trọng hơn, sư phụ Vân Thiên Tà đã ngủ say lâu lắm, điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng lo lắng. Nếu muốn sư phụ tỉnh lại, Dương Bách Xuyên biết chỉ có đi đến quê nhà của sư phụ, đại thế giới tu chân vô biên mới có khả năng tìm được biện pháp. Hơn nữa hệ thống phương pháp tu luyện vững chắc, kiếm quyết Hắc Liên và kiếm kỹ toàn phong, nạp thực lực cho bản thân, sau đó hắn sẽ lựa chọn rời đi Châu Tây Sơn, tìm Chồn Nhỏ và Hầu Đậu Đầu, Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Hồng, đi gặp Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, Diệp Vô Tâm. Sắp xếp xong mọi chuyện, không còn vướng bận rời khỏi Sơn Hải giới, đi đến tu chân giới. Hắn đã đồng ý với sư phụ, phải trọng tố tiên thể cho ông ấy, từ ngày tiếp xúc với tu chân, con đường này đã được định sẵn. Đã tìm được cha mẹ, tìm được bộ thanh mai, tìm được đồ đệ, Vân Môn cũng đã có chỗ dừng chân ở Sơn Hải giới. Chuyện còn lại cũng không phải chuyện lớn lắm. Chỉ có cảnh giới cường đại mới là theo đuổi trong lòng hắn. Từ trận chiến ở Điện Mạo Hiểm, chứng kiến cảnh chiến đấu giữa phân thần cảnh và Trịnh Bân Bân, đã đánh sâu vào trong lòng hắn. Lần bế quan này rất cần thiết. Dù sao Vân Môn cũng đã đi lên quỹ đạo, còn có hai cao thủ phân thần cảnh chấn giữ, không cần lo lắng quá nhiều. Cho đến nay thần kinh của Dương Bách Xuyên vẫn luôn căng chặt, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, trong lòng lúc này cũng lo lắng cho an nguy của người nhà và đệ tử Vân Môn. Đến lúc này hắn mới có thời gian để thở. Kẻ thù lớn nhất ở Châu Tây Sơn, Viên Nhật Tân đã bị hắn chém giết, Tiền Bất Nhẫn cũng đã chết, không có thù địch sống chết, còn chuyện Trịnh Bân Bân nói muốn thu phục vùng cấm Nam Bộ thành lập Vương quốc Mạo Hiểm không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, hắn cũng không tin nàng ta sẽ thật sự không nhớ tình cũ. Dù sao có đại trận bảo hộ, có Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên ở, cho dù Trịnh Bân Bân muốn ra tay cũng không dễ dàng. Sau khi đi vào mật thất, Dương Bách Xuyên đánh ra một đạo cấm chế, ngăn cách liên hệ với thế giới ngoài, khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên hắn muốn mài giũa tâm cảnh có chút dung chuyển của chính mình, củng cố lại cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Dương Bách Xuyên có một bí bảo rất tốt để mài giũa tâm cảnh. Hắc Liên Tử trong biển ý thức. Bên trong là không gian hắc ám, vô biên vô tận, yên tĩnh tịch mịch, thời gian chênh lệch gấp 10 lần so với bên ngoài. Có thể là không gian hắn ám bên trong Hắc Liên Tử chính là không gian chí bảo để tu luyện tâm cảnh, tìm hiểu đạo pháp thần thông. Từ sau khi hắn có được Hắc Liên Tử từ động Hắc Liên trong bí địa Trường Bạch, sau lần đầu đi vào không gian hắc ám trong Hắc Liên Tử, từ đó về sau hắn chưa từng đi vào trong đó tu luyện. Đầu tiên là hắc ám vô biên vô tận làm cho hắn có bóng ma tâm lý, suýt chút nữa phát điên, thứ hai cũng không có thời gian để đi bế quan tu luyện. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bế quan tu luyện. Sau khi nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong biển ý thức, câu thông với Hắc Liên Tử, sau đó Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng một tiếng vào. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy bị hắc ám vô tận đột kích, thân hình chấn động, sau khi mở mắt đã phát hiện mình đã đi đến trong không gian hắc ám của Hắc Liên Tử. Giống như lần trước, nơi này không có sao trời, chỉ có hắc ám vô hạn, không có bất cứ âm thanh gì. Yên tĩnh tịch mịch. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào nơi này, cảm nhận được tâm cảnh của bản thân dần bình tĩnh xuống, hắn biết chỉ cần chống đỡ được tịch mịch, đó sẽ là thu hoạch lớn nhất. Dương Bách Xuyên lơ lửng trong không gian hắc ám, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận lĩnh ngộ nguyên thân của chính mình, mài giũa tâm cảnh tu vi của nguyên thân. Nguyên thần ở trong đan điền của Nguyên Anh. Căn cơ tu vi của bản thân nằm trong đan điền, trung tâm ở Nguyên Anh. Nguyên Anh không mất, nguyên thần không mất, nguyên thần cường đại, cho dù Nguyên Anh bị hủy diệt cũng có thể tiếp tục tồn tại. Thiên phú thần thông của cảnh giới xuất khiếu là nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần có thể hóa hình từ trong Nguyên Anh ra để chiến đấu, khi tu luyện đến viên mãn, chính là lúc nguyên thần hóa thực. Đối với người tu chân, Nguyên Anh và nguyên thần gắn bó chặt chẽ như môi với răng, Nguyên Anh nạp khí nuôi dưỡng nguyên thần sử dụng chân khí khống chế chân khí, hai cái gắn bó trợ giúp nhau. Hiện tại Dương Bách Xuyên phải nâng cấp nguyên thần,
Bởi vì cảnh giới tiếp theo là phân thần cảnh, đạt đến phân thần cảnh, thiên phú thần thông sẽ là hóa thân, đến lúc đó muốn chia lìa nguyên thần ra, bước này là bước quan trọng nhất. Hiện tại cảnh giới không xong, thật ra bản chất là nguyên thần không ổn định. Thả nguyên thần vào trong không gian hắc ám chính là một cách mài giũa tâm cảnh. Nhìn vào bên trong, đan điền của hắn cuồn cuộn vô biên, như một mảnh sao trời, nguyên thần chính là phiên bản thu nhỏ của bản thân, đang nghiêm trang khoanh chân ngồi chính giữa đan điền, chân khí bốn phía bị Nguyên Anh cắn nuốt tuần hoàn. Sau khi câu thông với nguyên thần, Nguyên Anh của Dương Bách Xuyên mở mắt ra, một đôi mắt lóng lánh ánh vàng. Nguyên thần xuất khiếu, Nguyên Anh mở miệng nói. Ngay sau đó, ý thức của Dương Bách Xuyên chìm xuống, cảm nhận được chính mình bay lên, đột nhiên thoát rời thân thể, ý thức chìm vào nguyên thần, bắt đầu xuất khiếu, trong ý thức hắn lơ lửng trôi dạt trong không gian hắc ám. Hắn muốn tu luyện tâm cảnh, thân thể bất động, nguyên thần xuất khiếu để hiểu rõ hơn, chỉ cần có thể chống đỡ được hắc ám yên tĩnh vô tận chính là luyện tâm thành công. Nhưng nói đi nói lại, cho dù là người tu chân cũng không thể thản nhiên đối mặt với hắc ám. Đặc biệt nơi này còn là không gian hắc liên tử, bên trong không có gì tồn tại, càng làm tim người đập nhanh chính là hắc ám tịch mịch, không có đủ ý chí ổn định mạnh mẽ, rất có khả năng sẽ nhập ma ở chỗ này. Tất nhiên trên lý luận là vậy, nếu thực sự có dấu hiệu nhập ma, Dương Bách Xuyên có thể trở lại thân thể trong nháy mắt. Nhưng chỉ cần tĩnh tâm ở chỗ này, nguyên thần của hắn sẽ càng ngưng thật, càng cường đại hơn. Khi nguyên thần vừa xuất khiếu, Dương Bách Xuyên đã cảm thấy bực bội, hắn biết đây là do tâm cảnh của bản thân không vững, nếu tâm cảnh ổn định, nguyên thân có thể bình tĩnh ở bất cứ tình huống nào, sẽ không có cảm giác bực bội. Hiện tại chỉ cần hắn có thể ổn định sự bực bội này sẽ thành công mài giũa tâm cảnh. Dương Bách Xuyên tùy ý để nguyên thân lang thang trôi dạt trong không gian hắc ám, khi thì chạy như điên, khi thì tạm dừng, dù sao chỉ cần có thể giảm bớt bực bội là được. Ở trong không gian hắc ám của hắc liên tử không có quan niệm thời gian, vì vậy Dương Bách Xuyên tính toán thời gian, ngoại trừ việc này ra không nghĩ gì cả, tùy tâm du ngoạn trong bóng đêm vô hạn. Một năm trôi qua. Ba năm trôi qua. 30 năm, 50 năm. Đến 100 năm, cuối cùng nguyên thần của Dương Bách Xuyên cũng bình tĩnh lại, sự bực bội kia cũng được mài giũa biến mất không thấy. Đúng lúc này. Nguyên thần của hắn bộc phát ra kim quang nhàn nhạt, nhìn qua đã hoàn toàn ngưng thật. Sau đó nguyên thần trở về trong bản thể. Thân thể mở mắt, ngân quang trong tay của Dương Bách Xuyên chợt lóe, kiếm đầu long xuất hiện, thời gian tiếp theo hắn bắt đầu tu luyện kiếm quyết hắc liên. Hiện tại kiếm quyết hắc liên bị hắn tu luyện diễn biến thành nhất kiếm tứ hắc liên, tiến thêm một bước là giai đoạn 4 hóa 8, Dương Bách Xuyên biết giai đoạn này rất khó, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Thời gian trong không gian hắc ám chợt lóe rồi biến mất, lại 10 năm trôi qua, trong 10 năm này, Dương Bách Xuyên vẫn luôn tu luyện diễn biến kiếm kỹ hắc liên nhất kiếm bát hắc liên. Nhưng 10 năm trôi qua vẫn không có tiến triển. Không phải không diễn biến được, mà là Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí và lực lượng thần hồn của bản thân không chống đỡ được nhất kiếm bát hắc liên, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, hắn diễn biến 10 năm. Tìm hiểu nghiên cứu lật tung các phương diện, chỉ cần tu vi lại tiến thêm một bước, chắc chắn nhất kiếm bát hắc liên có thể nước chảy thành sông. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, hắn đem tu luyện kiếm kỹ hắc liên một hóa hai, hai hóa bốn đến mức xuất thần nhập hóa, uy lực tăng lên gấp ba so với lúc trước. Đến tận đây mới dừng tu luyện kiếm kỹ hắc liên. Tiếp theo là tu luyện kiếm kỹ toàn phong, đối với kiếm kỹ toàn phong, Dương Bách Xuyên đã tu luyện xong chiêu đầu tiên. Phía sau còn hai chiêu chưa tu luyện. So với kiếm quyết hắc liên, Dương Bách Xuyên cảm giác kiếm kỹ toàn phong dễ tu luyện hơn, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Chờ sau khi nghiên cứu toàn bộ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị truyền thụ cho người trong vân môn, cũng làm thực lực của vân môn tăng lên một bậc, nếu có khả năng cũng sẽ truyền thụ luôn kiếm quyết hắc liên. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên phát hiện, hắn có thể khiến kiếm khí hóa thành màu đen bởi vì trong biển ý thức có hoa sen đen. Không biết đến lúc đó không có hoa sen đen, đệ tử vân môn có tu luyện được kiếm quyết hắc liên hay không? Tu luyện ba chiêu công kích của kiếm kỹ toàn phong, chiêu đầu tiên là phong nhận kiếm, một kiếm đánh ra hóa thành lưỡi dao gió, có thể đánh ra 9 đạo kiếm khí phong nhận là thành công. Một kiếm này Dương Bách Xuyên tu luyện 60 năm, rốt cuộc đánh ra được 9 đạo kiếm khí phong nhận trong một kiếm,
chiêu kiếm kỹ toàn phong đầu tiên thành công. Chiêu thứ hai là phong vân kiếm, điểm chú ý là nhanh, một kiếm thành 900 kiếm mới thành công, một chiêu này nhìn như một kiếm, thật ra là đánh ra 900 kiếm trong một lần vung, đó mới là chân lý trong chữ nhanh của phong vân kiếm. Kiếm thứ hai hắn tu luyện mất 120 năm. Chiêu thứ ba là toàn phong kiếm, cần phải đánh ra một lốc xoáy trong một kiếm, đầy trời toàn kiếm mới thành công, Dương Bách Xuyên không tu luyện kiếm thứ ba, hắn biết tu vi hiện tại của bản thân không thi triển được. Luyện cũng uổng phí thời gian. Chờ sau này bước vào phân thần cảnh, tự nhiên có thể tu luyện được chiêu thứ ba của kiếm kỹ toàn phong. Cho dù chỉ tu luyện thành công hai chiêu kiếm của kiếm kỹ toàn phong, Dương Bách Xuyên cũng đã cảm thấy thỏa mãn, nói về uy lực, hai chiêu kiếm này không hề kém so với kiếm kỹ Hắc Liên. Sau khi hoàn thành tu luyện kiếm kỹ thần thông, Dương Bách Xuyên ngẫm lại, nhìn chằm chằm vào sâu trong tay phải của chính mình, trong lòng động suy nghĩ, ngân quang trên tay phải dần biến thành màu trong suốt. Đây là xương tay dung hợp của Thông Bích Viên Hầu, nhờ xương tay này, hắn đạt được ba chiêu thần thông thủ cốt, Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Lúc ở cảnh giới Nguyên Anh, dựa vào ba chiêu thần thông thủ cốt, hắn đã đánh bại rất nhiều kẻ địch mạnh, nhưng sau khi tu vi tăng lên, kẻ địch gặp phải cũng càng ngày càng cường đại, dần dần Dương Bách Xuyên phát hiện, ba chiêu thần thông thủ cốt đã không đủ để chống đỡ sức chiến đấu của hắn, từ đó rất ít dùng đến ba chiêu thần thông thủ cốt này. Lúc trước hắn có được thủ cốt này ở trong vực sâu của bí địa Trường Bạch, ngay lúc đó thủ cốt đã tự sinh ra ý thức của bản thân, có thể hóa thành hình người, nếu không phải có sư phụ Vân Thiên Tà, năm đó với tu vi của Dương Bách Xuyên, hắn không thể luyện hóa được thủ cốt. Theo lời của sư phụ, đó chính là xương tay của dị chủng Hồng Hoang Thông Bích Viên Hầu, sau khi bị hắn dung hợp vào tay phải mới đạt được ba chiêu thần thông thủ cốt. Lẽ ra ba chiêu thần thông thủ cốt Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên chính là thần thông vô thượng, nhưng cũng chỉ cường hãn với hắn của năm đó, hiện tại đã yếu đi, không có khả năng thật sự có thể Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Nếu thật sự muốn như vậy, trừ khi chính dị chủng Hồng Hoang Thông Bích Viên Hầu thi triển mới có thể làm được. Hiện tại hắn cũng chỉ dung hợp một xương bàn tay, không phải chân chính Thông Bích Viên Hầu, không thể thi triển ra được ba thần thông đó. Nếu dung hợp xương tay, tương đương với một kiện pháp khí, trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, pháp khí có thể tăng lên uy lực, nếu hắn dùng chân khí để rèn luyện nuôi dưỡng xương tay, không biết có thể tăng lên uy lực của thần thông thủ cốt hay không. Dù sao trên lý luận là vậy, Dương Bách Xuyên là một người thực tiễn, đi được làm được, đây là ưu điểm của hắn. Lập tức bắt đầu rèn luyện xương tay của chính mình, dù sao cũng là xương tay của dị chủng Hồng Hoang Thông Bích Viên Hầu, không có khả năng chỉ có một chút uy lực như vậy. Sau đó vận chuyển chân khí, toàn bộ đầu tay phải biến thành màu trong suốt, bên trong có ngân quang lập lòe, nhìn qua vô cùng quỷ dị, tay của Dương Bách Xuyên hóa thành một bộ xương. Lý do hắn không muốn đấu tranh là, khoảnh khắc hắn rót chân khí vào xương tay, đột nhiên xương tay của hắn bộc phát ra một loại hơi thở hồng hoang khổng lồ. Hơi thở hồng hoang rất độc đáo, mặc dù cũng là lực lượng cường đại trong thiên địa nhưng lại vượt xa linh khí thiên địa, đó chính là sức mạnh của hơi thở hồng hoang thời viễn cổ. Phần lớn đồ vật đến từ thời đại hồng hoang chỉ tồn tại giống như thủ cốt dưới dạng truyền thừa. Trước kia Dương Bách Xuyên từng nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói qua sức mạnh hồng hoang, vì vậy nên hắn biết lúc này hơi thở toát ra từ trong xương tay chính là hơi thở hồng hoang. Không nghĩ đến sau khi hắn triệu hồi thủ cốt ra truyền chân khí vào, nó lại tản mát ra hơi thở hồng hoang cường đại đến như vậy. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vừa mừng vừa sợ. Xem ra sau khi luyện hóa xương tay có thể tăng lên uy lực của thần thông thủ cốt. Trong bóng đêm, xương tay phải của Dương Bách Xuyên phát ra ngân quang, lóe lên như ngọn đèn tỏa sáng trong bóng đêm vô tận. Thời gian dần trôi, Dương Bách Xuyên truyền tất cả chân khí trong thiên địa vào trong xương tay. Lần này xương tay giống như người đàn ông khỏe mạnh nhịn đói 3 ngày, không hề từ chối chân khí mà Dương Bách Xuyên truyền đến, có bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu, cắn nuốt tất cả vào trong. Trước kia Dương Bách Xuyên không phát hiện xương tay có thể hấp thu được nhiều chân khí như vậy. Bình thường muốn thi triển thần thông thủ cốt cần phải có môi giới, không cần hấp thu quá nhiều chân khí của chính mình, hiện tại lại khác, tất cả chân khí dùng để luyện hóa đều bị xương tay cắn nuốt. Lầm bầm, ta muốn xem ngươi có thể cắn nuốt bao nhiêu chân khí. Sau khi 9 phần chân khí trong đan điền của hắn bị xương tay hấp thu, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động mạnh,
phải biết rằng hiện tại hắn chính là xuất khiếu đại viên mãn, chân khí trong đan điền nhiều gấp 5 lần người thường. Chân khí khổng lồ như vậy, mặc dù xương tay hấp thu không nhanh nhưng lại có thể cắn nuốt hết vào. Điều làm Dương Bách Xuyên buồn bực là sau khi chân khí khổng lồ bị xương tay hấp thu, xương tay vẫn không có biến hóa gì cả. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, không có gì thay đổi chính là biến hóa lớn nhất. Bởi vì chân khí của hắn là thật sự, xương tay cũng ở trong tay mình, lại còn dung hợp vào trong tay phải của chính mình, chân khí chảy hết vào trong xương tay không chút bỏ sót, đây mới là chỗ quỷ dị. Dương Bách Xuyên trở lên quật cường, bắt đầu ăn linh đào bổ sung chân khí, tiếp tục chuyển chân khí vào trong xương tay, hắn cũng không tin xương tay vẫn không thay đổi. Trong hồ càn khôn đã tích lũy mấy ngàn linh đào, có rất nhiều linh khí đủ để bổ sung cho chân khí trong cơ thể, Dương Bách Xuyên không hề lo lắng vấn đề chân khí bị khô cạn. Trên núi linh đào trong không gian hồ càn khôn có 9 cây linh đào, mỗi một cây linh đào có 9 viên linh đài, tích lũy hơn 1.000 linh đào bảo tồn trong không gian hồ càn khôn. Chỉ cần tưới nước sinh mệnh cho cây linh đào có thể không ngừng kết trái, vì vậy Dương Bách Xuyên không sợ không có linh khí. Một viên hai viên. Chẳng mấy chốc đã tiêu hao một nửa số linh đào tích lũy. Điều này làm khóe miệng của Dương Bách Xuyên co giật, con mẹ nó, đây không phải xương tay, thứ này là tỷ hưu mới đúng. Trong lòng nói thầm nhưng vẫn không dừng truyền chân khí. Sau khi viên linh đào thứ 600 bị hấp thu, đột nhiên ngân quang trên xương tay bùng nổ, chợt lóe rồi biến mất, lại khôi phục lại bình thường. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy được hình như trên xương tay xuất hiện một văn lạc màu vàng nhạt, hơn nữa xương tay màu trong suốt cũng hiện lên vầng sáng màu vàng nhạt. Nhưng, vẫn không dừng hấp thu chân khí. Sau khi tiêu hóa viên linh đào thứ 800, xương tay bùng nổ lần thứ hai, đạo văn lạc thứ hai xuất hiện, vẫn là màu vàng, nhưng vầng sáng đậm hơn, từ màu bạc chuyển thành màu vàng. Tốc độ hấp thu chân khí dần chậm lại, nhưng vẫn không dừng việc hấp thu. Dương Bách Xuyên tiếp tục. Sau khi tiêu hao 1.001 viên linh đào, một sự thay đổi lớn xuất hiện. Dòng văn lạc thứ ba xuất hiện, bùng nổ vang đội hơn 2 lần trước. Lúc này toàn bộ xương tay hóa thành màu vàng thuần khiết, từ màu trong suốt hóa thành màu vàng ròng, vầng sáng cũng chuyển từ màu bạc thành màu vàng. Cuối cùng dừng hấp thu chân khí. Dương Bách Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, số linh đào còn lại trong không gian hồ càn khôn cũng không còn mấy, chỉ còn lại 7 viên, nếu tiếp tục hấp thu, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ dừng lại. Cũng may cuối cùng cũng đút no cái động không đáy này. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn xương tay màu vàng ròng, có chút kinh ngạc. Mặc dù ba dòng văn lạc bên trên là màu vàng nhưng lại rất rõ ràng giống như điêu khắc lên trên. Hắn lẩm bẩm, coi như xương tay thăng cấp tiến hóa. Nói ra câu này chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. Nếu là một con linh thú tất nhiên có thể tiến hóa, nhưng cố tình nó là một xương bàn tay, là hài cốt của thông bích viên hầu. Nói không tiến hóa cũng cảm thấy không thích hợp, sự thật bày ra trước mắt, sau khi xương tay cắn nuốt một lượng chân khí khổng lồ đã tiến hóa. Từ trong suốt hóa thành màu vàng, bên trên nhiều thêm ba dòng văn lạc. Cảm giác lúc này xương tay ngược lại càng thêm bình thường không có gì lạ, bởi vì hơi thở hồng hoàng cường đại lúc nãy đã biến mất không thấy, không có bất cứ hơi thở nào, biến thành vô cùng bình thường. Nhưng càng như vậy, Dương Bách Xuyên lại càng cảm thấy kỳ quái. Xương tay tiến hóa không có khả năng sẽ bình thường như vậy. Xem xét cả buổi, Dương Bách Xuyên không phát hiện điều gì khác lạ, điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Con mẹ nó đút no cho ngươi rồi, mỗi vậy. Nghĩ lại không có khả năng, hắn thả thần lực ra, hướng vào xương tay. Khi thần hồn tiếp xúc với xương tay, trong nháy mắt một tiếng nổ vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩn người. Bởi vì trong nháy mắt, trong đầu hắn xuất hiện ba phù văn, hoặc nói cách khác là ba dòng văn lạc. Rõ ràng không quen biết nhưng lại có thể hiểu được ý của ba phù văn này, đây là một loại văn tự truyền thừa, không cần biết lại có thể hiểu được sự huyền ảo trong đó. Trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu, ba cái phù văn này đại biểu cho ba thần thông thủ cốt. Dương Bách Xuyên điên cuồng cười to, ha 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 kiếm lời rồi. Từ tin tức được truyền đến trong đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ chỗ tốt sau khi xương tay tiến hóa.
Hiện tại Dương Bách Xuyên đã xác định thần thông thủ cốt thực sự tiến hóa, vốn là một xương cốt của dị chủng hồng hoang thông bích viên hầu, có thể sinh ra ý thức của riêng mình cũng đã chứng tỏ sự bất phàm của nó. Nhưng đã bị chính mình mạnh mẽ luyện hóa, dung hợp vào trong tay phải, tương đương hạn chế uy lực của xương tay, hơn nữa tu vi của hắn thấp, không phát huy được uy lực của xương tay. Hôm nay sau khi hấp thu số chân khí khổng lồ, gần như đã chữa trị tàn cốt. Sau khi chữa trị xong, xương tay đã bày ra một phần uy lực của thông bích viên hầu. Cũng cung cấp thông tin hoàn chỉnh của ba thần thông thủ cốt Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Hiện tại hắn biết trước kia mình đã hoàn toàn sử dụng thần thông thủ cốt sai cách. Lúc trước hắn chỉ coi ba chiêu thần thông thủ cốt kia là công kích viễn trình, tấn công kẻ địch từ đằng xa. Nhưng từ tin tức vừa có được, ba chiêu thần thông thông bích viên hầu chân chính là thần thông chiến đấu cận chiến. Khi chiến đấu, trực tiếp triệu hồi xương tay ta, hội tụ thần thông ở trong lòng bàn tay, chiến đấu cận chiến, đó mới là cách phát huy sức mạnh bẻ gãy nghiền nát tất cả của thần thông, chứ không phải trực tiếp hội tụ Trích Tinh Lao Nguyệt Thâu Thiên ra tay sau đó tung ra giết địch. Làm như vậy uy lực sẽ suy giảm. Vẫn luôn buồn bực vì không có thần thông chiến kỹ cận chiến, hiện tại Dương Bách Xuyên có. Tưởng tượng đánh cận chiến, trực tiếp dùng thần thông thủ cốt để bắt lấy pháp bảo của kẻ địch đã cảm thấy vô cùng kích động. Mang theo tâm tình kích động, Dương Bách Xuyên muốn thử xem hiện tại uy lực của thần thông thủ cốt ra sao, đáng tiếc nơi là không gian hắc ám, không nhìn thấy cái gì cũng không có, hơn nữa không gian hắc ám nằm trong biển ý thức của hạt sen, hắn cũng không dám sằng bậy. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra ngoài, tính toán thời gian, hắn vô cùng khiếp sợ, không ngờ hắn đã tu luyện trong không gian hắc ám suốt 1.000 năm. Thời gian trong không gian hắc ám nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần, nói cách khác 1.000 năm trong không gian hắc ám, thế giới bên ngoài đã trôi qua 100 năm. Dương Bách Xuyên cũng không dám trì hoãn, vội vàng ra khỏi không gian hắc ám, cũng không biết hiện tại bên ngoài như thế nào. Hiện thân trong mật thất, Dương Bách Xuyên thở dài, tu chân không năm tháng, càng thêm kinh ngạc cảm thán sự thần kỳ của hoa sen đen. Ở trong không gian hắc ám, hắn đã tu luyện kiếm quyết hắc liên và kiếm kỹ toàn phong đến cực hạn, thần thông thủ cốt tiến hóa một lần, tìm được thần thông cận chiến thích hợp nhất. Tu luyện thần thông chiến kỹ trong không gian hắc ám, mặc dù tu vi cảnh giới không tăng nhưng sức chiến đấu cũng đã tăng thêm một bậc thang. Còn chuyện tăng lên cảnh giới tu luyện, hắn không cưỡng cầu được, dù sao đột phá tu vi phải thuận theo tự nhiên. Hơn nữa hiện tại hắn là xuất khiếu đại viên mãn. Cũng chỉ cách phân thần cảnh một tờ giấy mỏng, trải qua ngàn năm tu luyện thần thông chiến kỹ, cảnh giới tu vi cũng đã đạt đến đỉnh, không chắc ngay sau đó có thể đột phá luôn hay không, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Trước mắt bên ngoài đã trôi qua trăm năm, hắn cũng không định tiếp tục bế quan, hắn định sẽ đi ra châu Tây Sơn chiến đấu tăng tu vi, du lịch Sơn Hải giới. Giải quyết xong vài chuyện quan trọng, đi tìm Hương Hương và Hầu Đậu Đậu, sau đó, mục tiêu lớn nhất là Thiên Trảm. Nghe nói vượt qua Thiên Trảm sẽ đi qua thế giới khác, đó chính là tu chân giới. Đối với Hắc Liên Tử, Dương Bách Xuyên nửa buồn nửa vui. Vui là Hắc Liên Tử truyền cho hắn kiếm quyết Hắc Liên và dòng chảy thời gian nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Buồn là Hắc Liên Tử được xưng là đệ nhất hồng hoang quá thần bí, mặc dù đến bây giờ không xảy ra biến cố gì, nhưng cũng vì như vậy, thần bí không rõ mới làm hắn lo lắng. Rốt cuộc Hắc Liên Tử tồn tại trong biển ý thức của hắn, một khi xảy ra biến cố, làm không tốt sẽ dẫn đến kết cục tan thành mây khói. Đã có một hồ càn khôn, hiện tại lại thêm một Hắc Liên Tử, không biết là phúc hay họa. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng nhớ nhung sư phụ Vân Thiên Tà, nếu ông ấy thức tỉnh, có thể tìm hỏi ông ấy mấy vấn đề này. Bế quan trăm năm, tâm cảnh của Dương Bách Xuyên được mài giũa vô cùng thành công, bình tĩnh như nước. Hắn lầm bầm lầu bầu, hiện tại ta cũng coi như lão quái tu luyện ngàn năm. Mặc dù nói vậy, hắn ở trong không gian hắc ám ngàn năm, bộ dáng vẫn không thay đổi gì. Khác ở chỗ, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy. Đi ra ngoài cửa động động kim ô, hắn nhìn thấy hai thanh niên đang tĩnh tọa. Nghe thấy âm thanh mở cửa, hai thanh niên mừng như điên khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện. Sư phụ! Sư phụ! Đây chính là nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và tam đồ đệ Võ Kiếm. A Nhân, ngươi đến từ khi nào? Nhìn thấy nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ.
Năm đó hắn để Vương Tông Nhân lại địa cầu để trấn giữ Vân Môn, tiểu tử này cũng nguyện ý ở lại, không ngờ bế quan trăm năm hắn ta cũng đã đến Sơn Hải giới. Đảo mắt một cái phát hiện trăm năm không gặp, tu vi của Vương Tông Nhân đã bước vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Tam đồ đệ võ kiếm càng thêm khủng bố, tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ, toàn thân tản ra hơi thở sắc bén, giống như một thanh đại đao. Thầm cảm thán, xem ra bế quan trăm năm tu vi của mọi người đều tiến bộ vượt bậc. Vương Tông Nhân càng thêm trầm ổn, so với hơi thở sắc bén trên người võ kiếm, hơi thở của Vương Tông Nhân trầm ổn như Thái Sơn, trên người có khí độ đại gia, có lẽ là vì hắn ta đã từng là môn chủ Vân Môn ở địa cầu. Sau khi hành lễ với Dương Bách Xuyên, Vương Tông Nhân quy củ trả lời, sư phụ, 80 năm trước đệ tử đi vào Vân Môn Sơn Hải, lúc đến sư phụ đã bế quan 20 năm. Trên người đệ tử có tín vật U Dương sư mẫu giao cho ngài, không dám trì hoãn, chỉ có thể chờ ở nơi sư phụ bế quan, không nghĩ tới chờ 80 năm. Tam sư đệ và đại sư huynh, còn có hai vị sư đệ sư muội đều thường xuyên đến đây chờ sư phụ xuất quan cùng ta. Vương Tông Nhân nói xong, lấy ra một cái máy tính bảng mới, giao cho Dương Bách Xuyên, sư phụ, những gì U Dương sư mẫu và tiểu sư muội muốn nói với ngài đều được thu ở bên trong. Dương Bách Xuyên nghe Vương Tông Nhân nói chuyện, hơi hoảng hốt, trong đầu hiện lên dung mạo của U Dương Ngọc Thanh, qua lời nói của Vương Tông Nhân, có vẻ nàng không đến Sơn Hải giới. Bên địa cầu có chuyện gì không? Dương Bách Xuyên cầm máy tính bảng hỏi. Dù sao trước khi con đến đây không có chuyện gì cả, cả Vân Môn đều mạnh khỏe, sau khi Quốc Trung Sư Tổ và Đoan Mộc Sư Tổ đến, đệ tử liền đi đến Sơn Hải giới, Vân Môn địa cầu có hai vị lão tổ trấn giữ có thể kê cao gối ngủ. Sư phụ yên tâm. Vương Tông Nhân nói. Bọn họ có nói bao giờ trở về Sơn Hải giới không? Dương Bách Xuyên nói. Vương Tông Nhân nói, hai vị sư tổ nói, bọn họ sẽ ở lại địa cầu thêm một thời gian, làm ngài đừng vướng bận. Ừ, cũng tốt, hắn biết với tu vi của cha mẹ, không ai trên địa cầu có thể làm bọn họ bị thương, có lẽ là bọn họ muốn đền bù áy náy với bà nội, dừng ở địa cầu một thời gian. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên hỏi võ kiếm, đại sư huynh của các ngươi đâu? Võ kiếm nghe sư phụ hỏi đại sư huynh độc cô hối, khóe miệng không ngừng co giật, vội nói, sư phụ, đại sư huynh dẫn theo hai vị sư đệ sư muội Đoàn Đoàn và Viên Viên cùng với Mạn Mạn sư muội ra ngoài du lịch. Dương Bách Xuyên sửng sốt, đại đồ đệ độc cô hối dẫn theo con trai con gái cùng cháu ngoại của hắn đi ra ngoài du lịch. Làm bừa, Đoàn Đoàn Viên Viên và tiểu Mạn Mạn còn nhỏ. Mang ra ngoài du lịch làm gì? Dương Bách Xuyên nhớ lại tính cách không đáng tin cậy của đại đồ đệ, lập tức lông tơ dựng đứng. À, võ kiếm sửng sốt, sau đó nói, sư phụ, thật ra việc Đoàn Đoàn Viên Viên và tiểu Mạn Mạn đi ra ngoài du lịch với đại sư huynh là ý của Triệu Nam sư mẫu. Hơn nữa Đoàn Đoàn Viên Viên và tiểu Mạn Mạn đã trưởng thành, đều hơn trăm tuổi. Lần này đến lượt Dương Bách Xuyên ngẩn người, phục hồi lại tinh thần, đúng vậy. Chính mình tu luyện trong không gian hắc ám 1000 năm, bên ngoài cũng đã trôi qua trăm năm không phải sao? Hắn tu luyện trong không gian hắc ám không có quan niệm thời gian ngàn năm cảm giác cũng không lâu, nhưng bên ngoài đã trôi qua trăm năm, hai đứa con trai con gái Đoàn Đoàn và Viên Viên cũng đã ở trong Sơn Hải giới 100 năm. Sư phụ ngài yên tâm, hiện tại tu vi của đại sư huynh đã là xuất khiếu trung kỳ, trong Vân Môn không mấy người địch nổi cảnh giới kiếm đạo của huynh ấy. Có hắn bảo vệ ba vị sư đệ sư muội sẽ không có việc gì, hơn nữa trong trăm năm nay, Vân Môn cũng phát triển nhanh chóng, sau khi đại trận truyền tống mở ra đã có rất nhiều thế lực trong Sơn Hải giới đến giao hảo với Vân Môn chúng ta. Đệ tử Vân Môn đi ra ngoài du lịch, phần lớn đều sẽ nể tình. Trong trăm năm nay, Lưu Tích Kỳ Sư Thúc đã thành lập Thương hội Vân Môn, chi nhánh trải rộng khắp Sơn Hải giới, đại sư huynh dẫn theo các sư đệ sư muội đi ra ngoài du lịch sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa cũng có Ngô Mạc Thu sư thúc đi theo âm thầm bảo vệ. Mặt khác, ha ha, sư phụ ngài quên mất ngài đã đưa thiện linh cho Đoàn Đoàn sư đệ, đem linh trùng nhân diện cho Viên Viên sư muội, còn có các linh vật bảo hộ khác, cho dù là cao thủ phân thần cảnh cũng phải xem xét. Nói thật, Triệu Nam sư nương rất đau đầu với bọn họ, vì vậy mới tống cổ ra ngoài du lịch, Đoàn Đoàn Viên Viên và tiểu Mạn Mạn còn có một vương đại sư huynh cầm đầu, thực sự chính là tứ đại tai họa của Châu Tây Sơn. Khụ khụ khụ. Lúc này Vương Tông Nhân nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên đen như đáy nồi,
vội vàng ho khan đánh gãy lời nói của Võ Kiếm. Võ Kiếm bừng tỉnh, xấu hổ, hắn ta lỡ lời nói sư đệ sư muội thành tai họa. Cũng may có Vương Tông Nhân nhắc nhở. Hai người xấu hổ, nói, sư phụ, ngài cứ từ từ xem video, chúng ta đi trước. Vương Tông Nhân và Võ Kiếm nhìn thấy sắc mặt của sư phụ khó coi, nhấc chân chạy. Dương Bách Xuyên nghe hiểu, hóa ra Đoàn Đoàn và Viên Viên cộng thêm Tiểu Mạn Mạn cùng Độc Cô Hối trở thành tứ đại tai họa Châu Tây Sơn. Trong lòng cười khổ, nhưng cũng áy náy, hắn không ở bên cạnh các con dạy bảo, chờ bọn họ trở về sẽ bồi thường cho bọn họ. Nhìn bóng hình dần biến mất của Vương Tông Nhân và Võ Kiếm, Dương Bách Xuyên lắc đầu, mở máy tính bảng trong tay ra, nơi này có chứa đựng những lời U Dương Ngọc Thanh muốn nói. Sau khi mở video, dung nhan xinh đẹp của U Dương Ngọc Thanh xuất hiện trên màn hình. Bách Xuyên, chúng ta có con. Đây là câu nói đầu tiên của U Dương Ngọc Thanh, nhưng lại làm Dương Bách Xuyên chấn động mạnh. Con. Chúng ta. Đầu óc của Dương Bách Xuyên biến thành một đống bùn nhão. Câu nói trong video của U Dương Ngọc Thanh làm Dương Bách Xuyên khó hiểu. Rõ ràng hai người ở bên nhau không có con, chỉ có Tiểu Nhạc Nhạc, nhưng đó không phải là con gái của hắn. Câu nói chúng ta có con của U Dương Ngọc Thanh không làm cho Dương Bách Xuyên dựng đứng lông tơ mới là lạ. Cũng may âm thanh của U Dương Ngọc Thanh lại vang lên, sau khi chàng rời đi, ta phát hiện mình đã mang thai con của chúng ta. Hơn một tiếng sau, Dương Bách Xuyên xem xong video của U Dương Ngọc Thanh, lúc này mới biết được chính mình có thêm một đứa con trai. Năm đó sau khi hắn rời đi, U Dương Ngọc Thanh mới phát hiện mình mang thai 2 tháng, sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là U Dương Tinh Phó. Ở trong video Dương Bách Xuyên cũng thấy được con trai Dương Tinh Phó, từ nhỏ cho đến khi thành niên, trong video đều có, mi hình mục tú rất có vài phần bóng dáng của hắn. Tâm tình của Dương Bách Xuyên rất tốt, tiếc nuối duy nhất là U Dương Ngọc Thanh nói sẽ đi đến Sơn Hải giới cũng với cha mẹ hắn sau. Từ đó cũng đã 80 năm kể từ khi Vương Tông Nhân rời địa cầu, nhìn qua cha mẹ vẫn sẽ ở lại địa cầu thêm một đoạn thời gian. Tắt video, Dương Bách Xuyên ngâm nga bài hát, đi đến Đại điện Vân Môn, sau khi hắn xuất quan, dù sao cũng phải hiểu biết tình hình của Vân Môn. Có chút kỳ quái, trăm năm trước lúc bế quan rõ ràng đã khởi động đại trận, hiện tại đại trận lại bị tắt đi. Năm đó sợ Trịnh Bân Bân trấn áp vùng cấm Nam Bộ, vì vậy mới mở ra đại trận. Hiện tại đóng cửa đại trận, có phải hay không đại biểu Trịnh Bân Bân đã từ bỏ thu phục vùng cấm Nam Bộ? Nhưng nghĩ lại Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy không có khả năng, năm đó hắn thấy được quyết tâm thành lập lại vương quốc mạo hiểm một lần nữa từ trong ánh mắt của nàng ta, hơn nữa vùng cấm Nam Bộ là lãnh thổ của vương quốc mạo hiểm cổ xưa, nếu Trịnh Bân Bân thật sự muốn trùng kiến vương quốc mạo hiểm, làm sao có thể sẽ vứt bỏ vùng cấm Nam Bộ? Phải biết rằng toàn bộ Châu Tây Sơn chỉ có vùng cấm Nam Bộ của hắn thông với các đại trận truyền tống của Sơn Hải giới, Trịnh Bân Bân muốn lập quốc không có khả năng từ bỏ vùng cấm Nam Bộ. Dương Bách Xuyên nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, Vân Môn và Trịnh Bân Bân đánh một trận, Vân Môn thắng, Trịnh Bân Bân từ bỏ thu phục vùng cấm Nam Bộ. Nhưng dựa theo thực lực cường hãn năm đó của Trịnh Bân Bân, hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên có tu vi cao nhất Vân Môn cũng không phải là đối thủ của nàng ta, Trịnh Bân Bân sẽ thua. Điều này làm Dương Bách Xuyên rất khó hiểu. Thứ hai, Trịnh Bân Bân vẫn nhớ tình cũ, nương tay bỏ qua cho Vân Môn. Mặc kệ là loại khả năng nào, thật ra đều làm người rất khó hiểu. Dương Bách Xuyên rất coi trọng sự nghi hoặc này, dù sao vùng cấm Nam Bộ cũng là căn cơ của Vân Môn, nhưng cũng nằm gần Vương Thành Mạo Hiểm. Thậm chí trên lý thuyết, nó là địa bản của Vương Thành Mạo Hiểm. Phải đi hỏi thử mới được. Dương Bách Xuyên xuất quan, gặp qua mọi người, Dương Vấn Thiên trấn giữ Vân Môn, Mạnh Trường Thanh đang bế quan, trăm năm không gặp, tu vi của Dương Vấn Thiên vẫn là phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng hơi thở càng thêm nồng đậm, tu luyện ra được hai phân thân. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới tu vi càng cao, muốn tăng lên càng gian nan. Còn mấy người vợ của hắn, trong trăm năm nay tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, Triệu Nam, Lâm Hoan, Ninh Kha đều bước vào xuất khiếu sơ kỳ, chỉ có Độc Cô Vô Tình vẫn cường hãn như lúc đầu, tu vi đã là xuất khiếu trung kỳ. Tu vi của hai tỷ muội Lục Tuyết Hy tăng lên rất nhiều, xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Tu hành trăm năm, tu vi của Ngô Mặc Thu bước vào xuất khiếu đại viên mãn,
Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ là xuất khiếu sơ kỳ. Lưu Tích Kỳ và muội muội Dương San San là nguyên anh đại viên mãn, Lý Đại Nghị, Trần Thất Tiên, Lão Phương cũng đều đạt đến nguyên anh đại viên mãn. Còn trong 300 đệ tử Vân Môn đi theo Dương Bách Xuyên đến Sơn Hải Giới, có 50 người xuất sắc bước vào xuất khiếu cảnh. Ông ngoại Đoan Mộc Thiên Hành và Ngụy Nương cũng khiến Dương Bách Xuyên lau mắt mà nhìn, tu vi bước vào xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Nghe nói ngay cả con gái con trai và cháu gái ngoại cũng đã trở thành nguyên anh, trong vòng 100 năm toàn bộ Vân Môn đã trở thành tông môn số 1 số 2 trong Sơn Hải Giới. Hơn nữa Lưu Tích Kỳ còn làm lại nghề cũ, có Lão Phương Đan Dược Sư của Vân Môn luyện đan và hai vị cao thủ trận pháp Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên, còn có hai tỷ muội phù chú Sư Lục Gia. Trong 100 năm nay chi nhánh của Vân Môn trải rộng khắp Sơn Hải Giới. Rốt cuộc ở Vân Môn có hai đại cao thủ phân thần cảnh chấn giữ, đây là cao thủ rất nhiều tông môn trong Sơn Hải Giới không có, xuất khiếu cảnh cũng hơn 100 người. Phải biết rằng tông chủ của vài tông môn nhỏ cũng chỉ cùng lắm là xuất khiếu sơ kỳ. Còn có một chuyện làm Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, năm đó sau khi bí địa trường Bạch hỏng mất, rất nhiều cố nhân Hoa Hạ bị cuốn vào trong không gian gió lốc đi vào Sơn Hải Giới, khi Vân Môn mở cửa đã chủ động tìm đến Vân Môn qua đại trận truyền tống. Trong đó có mấy người tán tu võ giả Phong Thiên Nhai đã thất lạc với Dương Bách Xuyên cũng xem như đệ tử chính tông của Vân Môn, chỉ tiếc chỉ còn lại 4 người, những người khác đều chết ở Sơn Hải Giới. Còn đám người của 8 tông môn lớn Hoa Hạ cũng không còn lại mấy, sau khi tìm được Vân Môn đã gia nhập Vân Môn. Trong đó điều làm Dương Bách Xuyên vui mừng nhất là Tửu Tiên Lão Nhân còn sống. 60 năm trước Tửu Tiên Lão Nhân đã tìm được Vân Môn, hiện giờ tu vi của ông cũng là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Sau khi ông ấy đến, Triệu Nam cũng biết quan hệ giữa Lão Nhân và Dương Bách Xuyên, cũng biết ông cũng từng phù hộ cho Vân Môn địa cầu nhiều năm, là công thần, vẫn là trưởng lão Vân Môn. Còn có những võ cổ giả của 8 tông môn lớn bị Dương Bách Xuyên đưa vào Sơn Hải Giới. Lúc trước có mấy trăm người giờ chỉ còn sống chưa đến 1/3, sau khi trải nghiệm được sự tàn khốc của Sơn Hải Giới, tất cả biết được Dương Bách Xuyên thành lập Vân Môn mới ở Châu Tây Sơn, trước sau đều gia nhập Vân Môn. Đến tận đây, tất cả võ cổ của 8 tông môn lớn trên địa cầu đều ở trong Vân Môn. Còn có Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, huynh đệ Gia Cát cũng đi đến Vân Môn từ thành tán tu thông qua trận truyền tống. Hơn 100 năm không gặp. Ba người bọn họ đã bước vào xuất khiếu cảnh, sau khi huynh đệ Gia Cát gia nhập Vân Môn vài thập niệm, 10 năm trước đã rời đi đến Châu Trung Sơn tìm kiếm bí bảo tổ tiên, hy vọng có thể xây dựng lại gia tộc Gia Cát, cũng để lại lời nhắn làm Dương Bách Xuyên không cần lo lắng, bọn họ sẽ tự đi tranh thủ tìm kiếm lại những gì đã mất. Năm đó Dương Bách Xuyên đã đồng ý đi tìm kiếm bảo tàng Ngọa Long với huynh đệ Gia Cát, hơn nữa còn có trận truyền tống giữa Vân Môn với địa cầu. Nghĩ lại thế sự biến hóa quá nhanh. Nhoáng cái đã qua 100 năm. Nếu huynh đệ Gia Cát không cần hỗ trợ, Dương Bách Xuyên cũng không nhớ thương chuyện này nữa. Nghe Triệu Nam nói, lúc huynh đệ Gia Cát đi cũng đã cung cấp đan dương, thiên tài địa bảo cho bọn họ, coi như một cơ duyên khi quen biết với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thán, thời gian thật sự thay đổi tất cả, vốn dĩ hắn còn định sau khi xuất quan sẽ đi tìm lại cố nhân, không nghĩ đến sau một lần bế quan, thế giới bên ngoài đã trôi qua 100 năm. Vân Môn cũng phát triển vô cùng nhanh chóng. Sau khi ôn lại chuyện, Dương Bách Xuyên không quên chuyện tắt trận pháp và Vương Thành mạo hiểm chính bân bân, nhìn quanh đại điện hỏi mọi người tại sao lại như vậy. Kết quả hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong đại điện đều lấy cớ chuồn đi, hơn nữa còn nhìn hắn với vẻ mắt rất cổ quái, trong ánh mắt của mấy người phụ nhân cũng tràn ngập sự u oán. Điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực. Còn không phải là hỏi một chút thái độ của Vương Thành mạo hiểm Trịnh Bân Bân về Vân Môn thôi sao? Đến mức các ngươi dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta. Sư công, ngài tạm thời đừng đi, nói cho ta nghe tại sao lại vậy đã. Dương Bách Xuyên nhìn thấy người rời khỏi cuối cùng, hỏi Dương Vấn Thiên. Dương Vấn Thiên cười ha ha nói, chuyện này vẫn nên để mấy người vợ của ngươi nói cho ngươi đi, ha ha. Dương Vấn Thiên nói xong biến mất ở đại điện, nghe qua có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại mấy người phụ nhân, nhưng dù là Triệu Nam hay Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phương, tất cả đều nhìn hắn đầy u oán. Không phải, các nàng nhìn ta như vậy làm gì? Dương Bách Xuyên cảm thấy không thể hiểu được,
sau đó nhìn về phía Triệu Nam, nói, Nam Nam, nàng nói rốt cuộc là sao vậy? Tại sao không mở ra đại trận? Trong lúc ta bế quan Trịnh Bân Bân có vận binh đánh vùng cấm Nam Bộ hay không? Nàng muốn lập lại vương quốc mạo hiểm nên tất nhiên sẽ không dễ dàng buồn tha vùng cấm Nam Bộ. Đúng rồi, Trịnh Bân Bân đã khôi phục lại vương quốc mạo hiểm hay chưa? Mang theo nghi hoặc, Dương Bách Xuyên hỏi ra vô số vấn đề, chẳng qua câu trả lời tiếp theo của Triệu Nam lại làm hắn trừng to mắt. Chỉ thấy Triệu Nam u oán nói, vâng, phò mã của ta, hiện tại ngài đã là phò mã của vương quốc mạo hiểm, cho nên Trịnh nữ vương người ta mới buông tha vùng cấm Nam Bộ, giờ đã biết chưa? Dương Bách Xuyên, a, cái gì, phò mã gì cơ? Sau đó, Dương Bách Xuyên đã bị các phu nhân của mình thay nhau khiển trách. Không phải chàng đã cam đoan là không tìm nữ nhân nữa sao, Trịnh Bân Bân là như thế nào? Hai người cấu kết với nhau từ bao giờ? Đúng, thành thật khai báo, vì sao nàng ta lại muốn phong chàng làm phò mã? Đúng thế. Dương Bách Xuyên cảm giác như mình sắp điên rồi, đầu óc không hiểu chuyện gì, bên tai toàn là tiếng thẩm vấn của các phu nhân nhà mình. Dừng trật tự hết cho ta, các nàng hỏi ta cũng đang muốn biết vì sao đây. Nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Bách Xuyên hung dữ nói, các phu nhân của hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Sau đó mỗi người, người một câu ta một câu, nói chuyện cả nửa giờ, Dương Bách Xuyên rốt cuộc cũng hiểu phó mã đây là chuyện gì, quả nhiên là Trịnh nữ vương đã xác phong cho hắn. Theo như lời của các phu nhân hắn nói thì Trịnh Bân Bân đã dùng một năm để thanh trừng điện mạo hiểm và toàn bộ vương thành mạo hiểm, sau đó mất 10 năm để bắt đầu thu phục địa bàn của vương quốc mạo hiểm từ thời cổ xưa, 30 năm để san bằng ổ giặc thổ phỉ, thuận theo thì sống, chúng ta thì chết, 10 thế lực lớn thổ phỉ đều thuần phục, vốn dĩ đó là những di dân của vương quốc mạo hiểm cổ xưa. Trịnh Bân Bân đã khôi phục lại thân phận cho họ, san bằng thế lực thổ phỉ trong vòng 9 vạn dặm, thành công lập ra một vương quốc mạo hiểm mới, tự xưng là nữ vương của mạo hiểm. Nghe nói, Trịnh Bân Bân đã một mình chống lại 6 đại cao thủ phân thần cảnh của ổ giặc thổ phỉ, không một ai là đối thủ của nàng ấy, vì thế, trận chiến đó đã làm nổi danh của Trịnh Bân Bân. Toàn bộ thế lực lớn nhỏ của Châu Tây Sơn, thuần phục thì đều thuần phục, diệt vong thì đã diệt vong, hiện tại vương quốc mạo hiểm chính là thế lực lớn nhất của Châu Tây Sơn, đương nhiên trên danh nghĩa thì là như vậy. Bởi vì trong tối, Vân Môn là thế lực duy nhất ở vương quốc mạo hiểm. 40 năm trước, Trịnh Bân Bân đã cho người tới Vân Môn hạ chỉ, lấy danh nghĩa là điện mạo hiểm thiêng liêng của vương quốc mạo hiểm, sắc phong cho Dương Bách Xuyên làm phò mã, bởi vậy khu cấm phía nam trở thành đất phong của phò mã, trên danh nghĩa thì đây cũng là địa bàn của vương quốc mạo hiểm. Cũng vì như vậy mà các phu nhân của hắn mới ghen tuông. Nhưng Dương Bách Xuyên sau khi nghe xong thì lại mông lung. Phò mã ra, đây là, sao lại như vậy, giữ hắn là Trịnh Bân Bân không có gì cả, quan hệ của bọn họ giống như anh em sinh ra tử. Nhưng Trịnh Bân Bân lại dùng danh nghĩa quyền lực cao nhất của vương quốc mạo hiểm là điện mạo hiểm để xác phong cho hắn chức vị phò mã ra, chuyện này. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút cảm động bởi vì hắn biết, Trịnh Bân Bân vẫn còn niệm tình cũ, vì thế nên cái chức phò mã nghe thì có vẻ vô lý của hắn cứ như vậy mà ra. Trịnh Bân Bân không muốn trở mặt thành thù với hắn, nhưng cũng không muốn từ bỏ lý tưởng khôi phục vương quốc mạo hiểm từ vô số thế hệ của gia tộc mình. Ngày đó, sau khi đánh một trận ở điện mạo hiểm, nói đi nói lại thì cũng là hắn giúp đỡ nàng. Hơn nữa ngay từ đầu hai người họ đã là chiến hữu trải qua sinh tử, có lẽ nàng cũng không muốn đến cuối cùng, bọn họ ngay cả bạn bè cũng không phải. Thế nên mới nghĩ ra phòng hào phò mã ra, cũng chỉ có như vậy. Trịnh Bân Bân mới có thể ăn nói với thần dân trên dưới của vương quốc mạo hiểm mới thành lập, chỉ ít thì trên danh nghĩa, khu cấm phía nam vẫn là địa bàn của vương quốc mạo hiểm, nhưng đã ban cho phò mã ra làm đất phong, có thế thì người khác mới không thể nói gì được, nàng cũng đạt được mong muốn. Cuối cùng, nàng cũng không trở mặt với Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, nghe các phu nhân của mình nói, sau đó Trịnh Bân Bân gọi Dương Vấn Thiên tới để bàn bạc. Thiết lập quan hệ ngoại giao của thần dân vương quốc mạo hiểm với đệ tử Vân Môn, bắt đầu sử dụng đại trận truyền tống, tất cả điều này đều có lợi cho cả hai bên. Sự thật đã chứng minh quả đúng là như vậy, sở dĩ Vân Môn có thể phát triển nhanh chóng như vậy, trong thời gian 100 năm ngắn ngủi đã làm nên tên tuổi, thành lập thương hội giải rác khắp Sơn Hải giới, tạo được quan hệ rất lớn với vương triều mạo hiểm thông qua đại trận truyền tống.
Bởi vì mỗi một khách phiêu lưu muốn dùng đại trận truyền thống đều phải nộp một lượng linh thạch nhất định, linh thạch là cái gì? Đối với mỗi một tu chân giả mà nói thì linh thạch chính là tài nguyên tu luyện, nhưng đối với vân môn thì đây chỉ là tài sản để phát triển môn phái. Trong tay của Vương quốc Mạo Hiểm có bản đồ của từng hiểm địa ở của Sơn Hải Giới, có đại trận truyền tống, khách phiêu lưu của Mạo Hiểm không chỉ hạn chế ở Châu Tây Sơn mà còn đi khắp Sơn Hải Giới. Đi tới đi lui, khách phiêu lưu đã lôi kéo theo cả dòng người, thu hút toàn bộ tu giả của Sơn Hải Giới tràn vào khu cấm phía Nam, vân môn không muốn lớn mạnh cũng khó. Theo đó, Vương quốc Mạo Hiểm của Trịnh Bân Bân, thậm chí là toàn bộ Châu Tây Sơn cũng tràn đầy sức sống. Vì thế cả hai bên Vương quốc Mạo Hiểm và Vân Môn đều có lợi. Cuối cùng, Triệu Nam nói, Phò Mã Gia, Trịnh Đại Nữ Vương nhà chàng có chỉ, nói sau khi chàng xuất quan thì cần phải tới Điện Mạo Hiểm một chuyến, bàn bạc quốc sự. Triệu Nam còn nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ quốc sự. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười nói, ta và Trịnh Bân Bân thật sự là không có gì cả, nàng ấy hạ chỉ sắc phong chức vị Phò Mã Gia này cũng là thủ đoạn để thống nhất. Thu phục quốc thổ Vương quốc Mạo Hiểm, các nàng đang ghen cái gì không biết. Miệng thì nói như vậy, nhưng Dương Bách Xuyên biết hắn phải tới gặp Trịnh Bân Bân, cho dù nàng xuất phát từ niềm tình cũ nhưng chuyện này vẫn còn mục đích khác, nàng không ra tay với Vân Môn, chỉ riêng chuyện này đã khiến Dương Bách Xuyên phải cảm kích. Hôm đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Trịnh Bân Bân, thực lực của nàng tuyệt đối là phân thần cảnh hậu kỳ, nếu như nàng quả thật muốn ra tay với Vân Môn. Hắn không dám chắc đại diễn sinh có thể chống lại được, hơn nữa cho dù đại trận có thể kháng trụ, chỉ cần nàng canh giữ ở bên ngoài là có thể nhốt người của Vân Môn ở bên trong, nhưng trái lại nàng đã không làm như vậy. Trịnh Bân Bân hắn quen trước kia là người có tình có nghĩa, đầy nghĩa khí, niệm tình xưa, đây là điều cơ bản để hắn và nàng có thể gọi nhau là bạn bè, nàng niệm tình xưa thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ như vậy. Thế nên, trong lòng hắn thầm nghĩ. Phải đi một chuyến tới Điện Mạo Hiểm để thăm nàng, xem rốt cuộc nàng có thái độ như thế nào với Vân Môn, nếu như không làm rõ chuyện này thì Dương Bách Xuyên rất khó yên lòng. Bởi vì hắn sẽ rời khỏi Châu Tây Sơn, thậm chí rất có khả năng sẽ đi khỏi Sơn Hải Giới để tới tu chân giới. Trước khi đi thì hắn phải dẹp yên cho Vân Môn. Thái độ của Trịnh Bân Bân với Vân Môn rất quan trọng, có lẽ thực lực của nàng đã xem như là đứng đầu Sơn Hải Giới. Nếu như nàng quyết tâm muốn ra tay với Vân Môn, Dương Bách Xuyên có đi cũng không yên lòng. Đối với hắn mà nói, tu chân giới là quê hương của sư phụ, là nơi mà sư phụ hắn có thể thức tỉnh. Với hắn thì đây cũng là một nơi tràn ngập ảo tưởng và xa lạ, nếu có thể rời đi, hắn sẽ không mang theo người thân và bạn bè đi tới nơi nguy hiểm. Chuẩn bị một mình tới tu chân giới, hơn nữa hắn cũng biết mình không thể bảo vệ người của Vân Môn cả đời. Làm như vậy chính là hại hắn cũng hại cho người khác, bọn họ sẽ không trưởng thành. Con đường tu chân vốn rất tàn khốc, không một ai có thể che chở cho người khác cả đời, bao gồm cả các phu nhân và con cái của hắn. Dương Bách Xuyên sẽ buông tay để từ nay về sau, các nàng sẽ tự đi con đường riêng của mình. Lần này, bế quan tu luyện nghìn năm, mặc dù không hề nâng cao tu vi nhưng hắn đã cảm ngộ ra rất nhiều điều, mơ hồ hiểu được nhiều đạo lý, như vậy. Hắn rời khỏi Sơn Hải Giới chính là buông tay tất cả mọi người, cũng cho bản thân họ cơ hội để trưởng thành. Con đường duy nhất để tu chân chính là con đường mình tự đi, đó cũng chính là con đường phù hợp với bản thân. Vì thế, hắn sẽ không cho phép Vân Môn có kẻ địch cường đại hoặc là những nhân tố khác tồn tại ở Sơn Hải Giới, mà sự lớn mạnh của Trịnh Bân Bân chính là nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Lần này, hắn nhất định phải tới Điện Mạo Hiểm để gặp Trinh Đại Nữ Vương. Sau khi nói chuyện với các phu nhân, ngày hôm sau Dương Bách Xuyên đã lên đường tới Điện Mạo Hiểm. Sau khi hắn tới Vương Thành Mạo Hiểm, nhìn từ xa đã trông thấy một tòa khí thế hùng mạnh, thành trì mới lớn hơn gấp 3 lần so với ban đầu. Trên tường và trên cửa thành đều viết chữ, Vương quốc Mạo Hiểm, gọi là quốc bởi vì dù sao thì cũng do tu chân giả thành lập, không giống với những người bình thường, sau khi tu chân giả xây dựng địa bàn, không phải là một dãy núi thì cũng là mấy nghìn. Mấy vạn dặm. Chỉ cần tông môn ở một ngọn núi, vậy thì cả dãy núi đó đều là tông môn, không cần phải xây đất để chiếm địa bàn. Vương quốc Mạo Hiểm bây giờ cũng giống như vậy, một tòa kiến trúc to lớn hùng vĩ này chính là một quốc gia, nhưng trên danh nghĩa Châu Tây xa kéo dài 30 vạn dặm đều là địa bàn của Vương quốc Mạo Hiểm, đây cũng chính là lãnh thổ của Vương quốc cổ xưa.
Toàn bộ 60 vạn dặm châu Tây xa, một nửa là vương quốc mạo hiểm, hiện tại Trịnh Bân Bân đã thống nhất thành lập ra vương quốc mới, cũng xem như là khôi phục được lãnh thổ từ thời tổ tiên, về phần có thể xây dựng nên thời đại huy hoàng của vương quốc hay không thì phải xem thủ đoạn và thời gian của Trịnh Bân Bân. Có điều, chỉ trong vòng 100 ngắn ngủi đã có được quy mô như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất khâm phục nàng. Sau khi hắn tới điện mạo hiểm, nhìn thấy hoàng cung được khôi phục lại diện mạo mới, hắn có chút thất thần. Mà ngay lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói quen thuộc. Phò mã ra tới, vì sao lại không vào hoàng cung? Lẽ nào cần bổn cung đích thân ra nghênh đón sao? Giọng nói mang theo ý trêu đùa. Có điều, cơ thể Dương Bách Xuyên lại run lên, hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Trịnh Bân Bân. Nàng dùng thuật truyền âm. Không thấy người, chỉ nghe được giọng nói. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên không hề phát hiện, điều này chứng tỏ thần hồn của nàng vô cùng cường đại. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói, nếu như ta đã là phò mã gia, nữ vương thân là phu nhân, lẽ nào không nên nghênh đón vi phu sao? Lời này vừa nói ra, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống. Nhưng mà Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, hắn nghĩ, ngươi có thể trêu đùa thì ta cũng sẽ không chịu thua, anh đây không phải người thích chịu thiệt thòi. Mặc dù hắn biết mối quan hệ này cũng chỉ là tượng trưng, nhưng cả châu Tây Sơn này đều biết. Trịnh Bân Bân cho hắn chức vị phò mã, Dương Bách Xuyên nghĩ hắn giống như bị chiếm tiện nghi, trong lòng rất không thoải mái. Ha ha, chờ đấy, ta sẽ đến nghênh đón phu quân. Sau một hồi trầm lắng, tiếng cười nhạt của Trịnh Bân Bân vang lên. Dương Bách Xuyên nghe nàng cười nhạt, cảm giác nổi hết da gà, vội vàng nói, ta có thể tìm được vương cung, không làm phiền nữ vương bệ hạ. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã tìm được khởi nguồn từ những lời nói của Trịnh Bân Bân, ngay tại trung tâm thần điện của điện mạo hiểm trước đây, mặc dù toàn bộ điện mạo hiểm cũng tiến hành xây dựng mở rộng thêm nhưng trung tâm thần điện vẫn không có thay đổi gì. Trịnh Bân Bân vẫn coi thần điện là trung tâm của vương quốc mạo hiểm. Dương Bách Xuyên phóng thích linh thức ngay lúc đó, chẳng mấy chốc đã đến cửa chính của thần điện. Đứng lại, không được tới gần trung tâm thần điện. Những binh tướng canh giữ ở cửa thần điện nhảy dựng lên vì thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện, lập tức lên tiếng ngăn cản. Cứ để hắn tiến vào, nhớ kỹ, hắn là phò mã gia, sau này tự do ra vào vương cung, không được ngăn cản. Giờ phút này, lời nói của Trịnh Bân Bân vang vọng khắp vương cung, rất nhiều binh tướng của vương cung đều nghe rõ ràng. Dù sao những linh binh gác ở đây đều là mới chiêu mộ, cũng không được chứng kiến trận đại chiến trăm năm trước ở vương cung, đương nhiên không biết Dương Bách Xuyên, mà tất nhiên là bọn họ đã từng nghe nói đến phò mã gia Dương Bách Xuyên này, chỉ là chưa từng gặp qua mà thôi. Bây giờ nữ vương bệ hạ đã tự mình lên tiếng, bọn họ đương nhiên không dám lỗ mãng, vội vàng mở cửa chính của thần điện ra cho Dương Bách Xuyên đi vào. Cung nghênh phò mã gia. Binh tướng canh cửa khom người tỏ ý với Dương Bách Xuyên. Nghe ba chữ phò mã ra, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ giật mình, mà hắn cũng không chấp nhặt với những binh tướng này. Nhấc chân bước vào cửa lớn của thần điện. Sau một phút hắn bước vào cửa lớn thần điện, khung cảnh lập tức thay đổi. Bên trong hoàn toàn không phải là khung cảnh đại điện trong tưởng tượng, mà hắn phát hiện mình đang ở trong tiên có cảnh mây mù lượn lờ. Khắp nơi đều là những đám mây mù màu trắng ngà. Ở chỗ này thế mà lại không thể sử dụng linh thức, nhìn chỗ này cũng không lớn bao nhiêu, dù sao mắt thường cũng có thể nhìn bao quát được, mấy chục mét đều là khung cảnh mây mù lượn lờ. Không có gì ngoài những đám mây lượn lờ này. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhíu mày, lúc đầu còn nghĩ trung tâm thần điện của điện mạo hiểm có hình dáng thế nào, bây giờ xem ra thật sự không đơn giản. Thay vì nói nơi này là một tòa đại điện thì chi bằng nói là một thế giới nhỏ thì đúng hơn. Dù sao cũng không cảm giác được có trận pháp tồn tại. Mà cánh cửa để tiến vào phía sau cũng biến mất, hắn có thể cảm nhận được hình như ở chỗ này giống như La Phù Động Thiên. Có lẽ cũng là một phúc địa động thiên. Nó có thể trở thành trung tâm của điện mạo hiểm thì thật không đơn giản. Điều khiến Dương Bách Xuyên lo lắng chính là nếu như ở trong không gian thế này, nếu Trịnh Bân Bân làm khó hắn thì hắn có thể ra ngoài không? E là rất khó. Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung thì giọng nói của Trịnh Bân Bân lại vang lên, trong lòng ngươi đang sợ hãi.
trong giọng nói kèm theo ý trêu chọc, trong lúc nàng nói chuyện, mây mù trước mắt Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu cuộn trào. Ngay sau đó, một vương tọa do mây mù ngưng tụ mà thành xuất hiện trong tầm mắt hắn, mà Trịnh Bân Bân lại lười biếng nằm dài trên vương tọa khổng lồ, đầu nàng đội mũ phượng tử kim, trên người mặc một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, một đôi chân ngọc ngà thon dài trần trụi lộ ra bên ngoài, nàng cười híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Trịnh Bân Bân ở cách trước người Dương Bách Xuyên hơn 10 mét, ở trên vương tọa cao cao, nhìn chằm chằm xuống Dương Bách Xuyên. Cần cổ và khuôn ngực trắng nõn lộ ra một mảng tuyết trắng lớn, cộng thêm đôi chân thon dài cứ thoát ẩn thoát hiện, quả thực làm cho Dương Mỗ vừa nhìn đã kìm lòng không nổi mà miệng đắng lưỡi khô, trong lòng mắng nàng là đồ yêu tinh. Ta có gì phải sợ, vừa mới xuất quan và đến đây như đã hẹn, chúc mừng ngươi đạt được ý nguyện, trở thành nữ vương. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Khanh khách, vân tử ngươi là phò mã, lại là thần tử của vương quốc mạo hiểm. Chẳng lẽ nhìn thấy bổn cung mà không phải quỳ xuống sao? Trịnh Bân Bân vẫn nằm dài trên vương tọa, trong lúc nói chuyện chỉ thấy nàng tiện thể lật tay một cái, một bầu rượu xuất hiện trong tay, ngẩng đầu tùy ý rót rượu vào miệng, chiếc cổ thon dài của nàng lộ ra. Dương Bách Xuyên rời tầm mắt, ha hả nói, ta cũng không có thói quen quỳ xuống trước mặt nữ nhân, còn cách xưng hô phò mã gia này là do ngươi sắc phong chứ ta không hề chấp nhận. Ý là ông đây không ham chức phò mã gia của ngươi. Dương Bách Xuyên, người thật to gan. Trịnh Bân Bân đột nhiên từ trên vương tọa ngồi dậy, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Lá gan của ta từ trước đến giờ luôn như thế, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Dương Bách Xuyên vẫn không hề sợ hãi, hắn càng tỏ vẻ khó chịu với việc Trịnh Bân Bân ngồi trên cao mà nhìn xuống mình. Vương quốc mạo hiểm được thành lập trở lại, phân môn của ngươi đang ở khu vực cấm phía nam. Chiếm đoạt địa bàn cổ xưa của vương quốc mạo hiểm, ngay cả đại trận truyền tống cũng đều do tổ tiên của Trịnh gia ta là mạo hiểm vương thành lập, nhưng thu phí linh thạch lại rơi vào túi của vân môn ngươi, ngươi nói xem với tư cách là nữ vương của vương quốc mạo hiểm, ta nên làm gì bây giờ? Trịnh Bân Bân từ tốn nói chuyện. Dương Bách Xuyên ha hả cười, thì ra là vì lợi ích sao, nhưng có một điểm ngươi nói sai rồi, ta muốn sửa lại chỗ sai đó. Địa bàn vân môn ở khu vực cấm phía nam là do ta tiếp nhận từ tay ba đại yêu tu là Thanh Sắc Giao Long, Phi Hùng, Kim Ô, còn đại trận truyền tống cũng là ta hao tổn một cái giá rất đắt mới sửa chữa được, tất cả những ngọn cây cọng cỏ ở toàn bộ khu vực cấm phía nam bộ đều do một tay đệ tử của vân môn ta thành lập nên. Không hề liên quan đến một xu nào từ vương quốc mạo hiểm của ngươi, huống chi nơi này là Sơn Hải Giới là thế giới của tu chân giả, xem trọng thực lực đầu tiên chứ không phải theo thế đời. Mặc dù ngươi được xưng là nữ vương, nhưng ngươi vẫn là tu chân giả, cho nên đừng hù dọa ta, ta nhát gan, địa bàn vân môn là của vân môn, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đụng đến, cũng không phải vì một câu nói phong hào phò mã gia của ngươi là có thể khiến ta giao ra. Tình hình như bây giờ không phải rất tốt sao? Hai nhà ta và ngươi hợp tác với nhau, đại trận truyền tống sẽ cho vương quốc mạo hiểm của ngươi sử dụng, đệ tử của vân tử ta sẽ đến điện mạo hiểm của ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy rất tốt. Đừng thật sự coi mình là nữ vương, ở trong mắt tu chân giới, không có quy tắc ràng buộc, chỉ có thực lực là trước nhất. Trịnh Bân Bân nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng u ám, sau đó nàng gằn từng chữ nói, ta cho ngươi hai con đường, một là làm phò mã gia của vương quốc mạo hiểm, thứ hai. Nếu ngươi luôn miệng nói lấy thực lực làm trọng thì đừng nói ta bắt nạt ngươi. Thuận theo ý ta thì từ nay về sau khu vực cấm phía nam vĩnh viễn là địa bàn vân môn của ngươi. Lão nương không thèm quan tâm đến nữa, nhưng... Ha ha, hình như ngươi vẫn ở cảnh giới xuất khiếu cảnh đại viên mãn mà không có tiến bộ gì nhỉ, trăm năm trôi qua vẫn như cũ thì đánh với ta thế nào đây, ha ha. Vừa dứt lời, Trịnh Bân Bân lại không khỏi bật cười. Dương Bách Xuyên cũng híp mắt lại, cười nói, chẳng phải ngươi cũng giống vậy sao? Trăm năm trôi qua cũng chẳng có tiến bộ gì giống như ta thôi, trăm năm trước là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Trăm năm sau vẫn là xuất khiếu đại viên mãn, có cái gì mà vênh váo chứ? Trịnh Bân Bân giận dữ nói, ngươi, nàng rất tức giận nhưng trên mặt lập tức hiện lên ý cười, nói, ha ha, hình như ngươi đã quên mất ta chính là dung hợp một thể từ phân thân thuần dương của, trăm năm trước có thể giết chết Tiền Bất Nhẫn là phân thần cảnh trung kỳ thì trăm năm sau chẳng lẽ ta lại không trấn áp nổi một Dương Bách Xuyên như ngươi sao? Ồ đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Sau khi dung hợp phân thân thuần dương của tổ tiên,
ta còn kế thừa một phần ý chí và thần thông của tổ tiên, năm đó một trưởng giết chết Tiền Bất Nhẫn cũng chính là một loại thần thông trong đó, ngươi xác định dám đối đầu với ta. Vẻ mặt Trịnh Bân Bân vô cùng đắc ý, dù sao trong mắt nàng, có 10 người như Dương Bách Xuyên cũng không phải đối thủ của nàng. Dương Bách Xuyên sao có thể quên một trưởng thần thông năm đó của Trịnh Bân Bân? Hắn biết rõ thật ra Trịnh Bân Bân cũng không muốn đối địch với mình, chỉ là muốn mình cúi đầu, nhưng hắn biết thì sẽ chịu sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.